Cùng lên xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh tên từng con sóng. Một tuần trôi qua rất là nhanh và tuần cuối cùng của tháng 5 thì chúng ta cũng đã chứng kiến một cái tuần giao dịch rất là thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt là nhóm banh và nhóm chứng khoán đã có một cái tuần giao dịch rất là khởi sắc và hai cái nhóm này thì nó cũng đã giúp cho thị trường chứng khoán của Việt Nam Tiếp tục ghi nhận những uh, cái điểm tăng mới Những cái nâng thang mới Thì tí nữa uh, chúng ta sẽ đi uh, phân tích sâu hơn Về hai cái nhóm này uh, Thế thì kết thúc cái tuần giao dịch cũ uh, Ngày 20, uh, ngày 21 tháng 5 Thì ông đã ra bản tin video số 156 Trong đó có đánh giá phân tích tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam Tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 À, các cái điểm test của VN30 ở 1410 phái sinh ở 1405 đến 1395 và VN Index à, dự kiến cái mốc sâu nhất ở trong tuần có thể ở vùng 1270 điểm. Và dự báo thì thị trường à, gặp à, khó khăn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì các anh chị có thể để ý rằng là à, tất cả các cái mã ngành của các cái nhóm ngành khác kể cả nhóm trụ, kể cả nhóm blue vừa hoặc là nhóm thép hoặc là nhóm Uh, gọi là cái nhóm cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ thì chúng ta thấy rằng cái mức độ tăng của các mã cổ phiếu này không được bao nhiêu uh, duy nhất trong tuần vừa qua những cái điểm số mà thị trường ghi lại uh, được đó là nhờ uh, cái nhóm banh và chứng khoán và nhóm banh và chứng khoán thì nó uh, nằm một cái phần ở trong cái cốt lõi của thị trường và các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong cái tuần vừa qua thì chúng ta mới nhìn thấy được một cái sức ảnh hưởng cực kỳ là khủng khiếp của nhóm banh và chứng khoán đó là tí nữa thường sẽ phân tích cái điểm nhấn kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày 27 tháng 5 khi đó thì cả một phiên là thị trường của chúng ta giữ trong buổi sáng giữ rất là tốt về phái sinh và đến khi mà nhóm banh và nhóm chứng khoán rút chân tức là có những cái sự uh, giảm điểm ở sau đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta rơi rất mạnh sau đó chỉ số vn30 các anh chị chúng ta tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích. Thế thì cái tuần giao dịch mới thì cũng đã uh, tổng hợp lại, thông thường thì cũng đã tổng hợp lại một số các cái chỉ báo của chứng khoán Mỹ, uh, uh, chứng khoán châu Á. Uh, có đánh giá cái mức uh, vàng, có đánh giá vàng và thực ra thì vàng thì cũng giới thiệu cho mọi người thôi, ở trong một cái uh, xu hướng tạo nền ở vùng 1670 điểm và đang uh, có cái xu hướng đi về uh, cái target ở khoảng vùng năm vùng 1950 điểm. Và giá dầu thì dự kiến là có thể test lại ở những cái biên à, Trong tuần bị mất cái biên 63.5 Và xu hướng trong tuần thì có thể test lại biên 58.5 đến biên 60 Thì chúng ta cũng có thể xem ở đây giá dầu Đây là vàng Ở à, đây giá dầu Đó thì nó có trong tuần thì có những cái điểm test ở quanh khoảng vùng Thấp ở dưới này Tức là quanh vùng ở đây là dự báo về, về giá dầu à, Cùng với đó thì Bitcoin Và cơ bản thì chúng ta tập trung để chúng ta đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta cái ý thứ nhất muốn đề cập đó là cái câu chuyện về bán ròng ở trên thị trường uh, chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài thì trong cái thời gian vừa qua cái cầu nội tức là theo cái thống kê đến thời điểm hiện tại thì cái lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong uh, 6 tháng đầu năm trong 5 tháng đầu năm rất là lớn và đâu đó nó đã bằng vượt cái cái lượng bán ròng của cả năm của năm 2000 20. Uh, tuy nhiên uh, cái câu chuyện ngược lại thì chúng ta chứng kiến những cái dòng tiền về tạo lập của thị trường rất là lớn và những cái dòng tiền đó thì uh, đã đưa những cái con số kỷ lục giao dịch ở trên thị trường của chúng ta lên đến mốc tám hai hai mươi bốn nghìn tỷ tức là vượt những cái con số hai mươi bốn nghìn tỷ một phiên và cái câu chuyện uh, với một cái uh, quy định mới về tỷ lệ mặc zin thì khả năng cái lượng mạc zin được cung cấp ra thị trường nó sẽ còn lớn hơn nữa và uh, sàn hốt nếu như giao dịch ổn định thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục chứng kiến uh, những cái 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 phiên giao dịch của thị trường ở khoảng vùng 25 uh, nghìn tỷ trên một phiên của sàn hốt và có thể nâng lên ở những cái tầm 30 nghìn tỷ đấy là những câu chuyện mà có lẽ là trong một cái tương lai rất là gần nó sẽ đến với thị trường chứng khoán Việt Nam Vùng tiếp tục đánh giá rằng là cái bộ chung của ba cái ba cái chỉ số chung của thị trường đó là chỉ số VN Index, chỉ số VN30 thì vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục ở trong một cái uptrend mạnh đó trong một uptrend mạnh đặc biệt là cái chỉ số phá sinh và chỉ số VN30 thì chúng ta đã chứng kiến rồi và VN Index thì đang đứng trước một cái ngưỡng cửa đó là nó sẽ break cái nền 1.285 điểm đến 1.290 điểm để đi về À, cái target lịch sử của thị trường ở vùng 1.000 ở vùng 1.300 điểm, vùng cũng có đánh giá rằng là cái khả năng là thị trường nó sẽ chậm cái đà tăng và nó sẽ có những cái thế rằng co hơn à, khi mà thị trường của chúng ta tiệm cận cái mốc ở à, 1.300 điểm và trong ngắn hạn thì trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chúng ta tập trung quan sát cái hỗ trợ của Index ở vùng 1.280 điểm Uh, của VN30 là ở 1420 và của Phái sinh là ở đâu đó ở khoảng vùng 1405 đến 1410 thì uh, thực ra là chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích cái chỉ số VN30 và chỉ số Phái sinh bởi vì đây là hai chỉ số nó liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta có thể uh, các cái nhà đầu tư có thể trader Phái sinh Phái sinh ở trong uh, trong những cái tuần giao dịch thì đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu khởi động cái phiên giao dịch của tuần mới, tức là tuần từ ngày 24 và đến đây là chúng ta kết thúc ở ngày 28. Thì đối với chỉ số VN-Index thì chúng có khuyến nghị anh chị em của chúng ta sẽ quan sát cái biên đầu tiên của nó đó là biên 1400 ở uh, 1.420 điểm đó anh chị có thể thấy đây đó là biên 1.420 20 điểm đấy là cái mốc hỗ trợ trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai cùng với đó thì uh, phá sau đó nếu như cái mốc 1420 này mà nó bị uh, phá vỡ thì chúng ta có thể quan sát cái mốc sâu hơn uh, còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ lấy cái biên 1410 đến 1 à, 1405 đến 1410 để chúng ta uh, quan sát cái ngưỡng hỗ trợ của nó thì đây các anh chị có thể nhìn thấy là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì thị trường của chúng ta giao dịch rất là tích cực ở trong một cái biên đó là VN30 ở vùng 1420 và nó chạm vào cái vùng kháng cự ở đây các anh chị 1433 chính là cái điểm mà nó đã đã được xác lập ở trong cái phiên ngày thứ sáu đây một lần hai lần uh, ba lần ba lần chạm về cái biên này và thị trường đối với chỉ số VN30 là giao dịch trong một cái biên hẹp rất là tích cực uh, cùng với đó chỉ số phái sinh thì tại sao chúng ta lại lấy cái mốc là đây chúng ta lấy chính là chúng ta lấy cái mốc 1405 đấy các anh chị và mốc trên là 1410 chính là trong cái biên này. Thì chúng ta lấy cái biên này làm cái biên để chúng ta uh, quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai. Và thực tế thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì phái sinh đã đi rất là khỏe uh, khi mà nó tiếp tục một lần, hai lần, ba lần. Uh, tiếp tục ba lần công lại cái vùng ở đây. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, quanh vùng 1422, đây 1422, 1422, 1422, đây 1422. Và đây 1422. Và mấu chốt vấn đề của phái sinh đến từ nó kết thúc gần kết thúc cái phiên giao dịch của ngày 24 và mở một cái trang kỹ thuật sang phiên ngày 25, đó là sau khi nó test uh, cung ở trong một cái biên rất là hẹp ở đây, tức là nó không cãi cái vùng 1410 đây các anh chị thì nó break cái biên trên 1422 và đến phiên giao dịch của ngày 25 tháng tự 25 tháng 5 thì chỉ số này chính thức test cái biên này thành công và sau đó thì uh, chính vì nó test cái biên này thành công nên nó đã hình thành một cái chen long kỹ thuật rất là đẹp ở đây đó và nó long đến tận nếu mà nếu mà chúng ta xét như vậy thì nó sẽ long lên đến tận phiên giao dịch của ngày 20 kết thúc phiên hàng ngày 26 tức là chúng ta vẫn tính ở đây nó vẫn là một cái cái trang kỹ thuật của nó vẫn là một trang long đó đối với chỉ số phái sinh à, đối với chỉ số vn30 thì nó cũng tương tự như vậy chỉ số vn30 thì nó cũng tương tự như vậy à, sau một cái biên mùng dự kiến dự kiến à, các anh chị quan sát ở cái vùng 1420 ở đây và cái biên kháng cự của nó ở đây là 14 ở vùng 1433 thì mẫu chốt vấn đề nó bắt đầu tức là phái sự, chỉ số VN30 thì nó đến nó cũng ba lần, một lần, hai lần, ba lần công lại vùng kháng cự ở đây. Và cái điểm mẫu chốt vấn đề đến từ lúc mấy giờ đấy Đây là khoảng vào lúc 10 giờ 15 phút của phiên giao dịch ngày 25 tháng 5. Thì sau khi mà một cái trận đánh rất là đẹp ở đây và nó quay lại test cung và cái điểm cuối cùng cái điểm cuối cùng ở đây mắt xích cuối cùng ở đây nó đã test thành công và sau cái điểm này thì gần như không bị thủng lại cái vùng ở đây tức là không bị thủng lại cái vùng 1433 nữa và chính thức từ đây mẫu chốt vấn đề từ đây thì nó đã hình thành một cái trend long tổng thể của của VN30 đến kết thúc phiên giao dịch ngày 26 đến kết thúc phiên giao dịch ngày 26 thì uh, trong phiên uh, trong trong uh, trong tuần thì cũng có đánh giá rất là nhiều các cái yếu tố kỹ thuật ngoài những à, ngoài những cái sự phân tích về chỉ số VN30 bởi vì thị trường của chúng ta thì nó luôn luôn biến động. Đó thì ngay từ đầu tuần thì Hùng đã cập nhật công thương này, ví dụ như vậy, Hùng cập nhật bit này. Đó, đó bit ngày 29 giờ 46 phút đó, cập nhật bit này, dự kiến test cung này, rồi uh, sau đó cập nhật công thương này, cập nhật BI, uh, bbb BVB, đó ví dụ như vậy. Hùng thấy tìm tiếp một cái từ khóa tiếp theo để chúng ta đánh giá ở cái mốc 14 40 đây 140. Rồi ok. Thì uh, kết thúc cái phiên giao dịch uh, ngày 26 chính xác là như vậy, chính, chính xác là như vậy ngày 26. Đây, kết thúc phiên giao dịch ngày 26. Thì um, lúc đó là để chuẩn bị cho phiên à xin lỗi cả nhà, đến lúc đó là để um, để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày 27 đó để chuẩn bị phân giao dịch ngày 27 thì Hùng đã có những cái đánh giá tức là cái kịch bản à, mẫu chốt vấn đề của chỉ số phái sinh nó đến chỉ số phái sinh chỉ số vn30 nó đến trong phiên giao dịch của ngày 27 nó đến trong phiên giao dịch của ngày 27 đó sau một cái trend long kỹ thuật thì mẫu chốt nó đến từ đây thì ngay từ buổi sáng tức là lúc này đây các anh chị 8 giờ 41 phút của ngày hôm qua chúng đã đánh giá tiếp tục đánh giá à, cái thị trường chung của chúng ta đó với việc thứ nhất đó là đánh giá về phái sinh thì test rất là nhẹ nhàng ở vùng 1440 và không gãy và sau đó thì break cái vùng 1445 điểm rất là mạnh mẽ thì ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quan sát cái điểm test cung đầu tiên của phái sinh thì về bản chất là trong phiên giao dịch của ngày 27 thì có những cái mường tượng về câu chuyện là khả năng thì phái sinh sẽ bị test lại bởi vì sau một cái trend tăng rất là đẹp của ngày 26 thì xu hướng ở uh, xu hướng thì nó sẽ có những cái điểm trả cung ở đây thì cũng có đánh giá về cái việc là phái sinh sẽ đầu tiên là nó sẽ test cái mốc 1445 tại sao lại test mốc này chính là cái mốc mà nó vừa mới uh, break nó vừa mới break được đây 14 1445 ở à đây uh, 1445 ở đây này chính là xem lại 1450 1445 Đầu tiên nó sẽ test lại cái mốc 1445 chính là cái mốc mà chúng ta phân tích cái điểm không không vẽ ở đây. Tức là đầu tiên là chúng ta sẽ 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 xem cái cái gọi là cái điểm test cung của phái sinh ở vùng 1445 điểm và cái biên sâu hơn ờ cái biên sâu hơn trong một cái kênh xu hướng uptrend tổng thể của thị trường đó là vùng 1425 đến 1430 là cái hỗ trợ của phái sinh trong phiên giao dịch của ngày mươi 27, 27 các anh chị thì mấu chốt vấn đề của thị trường chúng ta quan sát ở trong phiên giao dịch 27 thị trường giao dịch rất là tốt nhưng đến khoảng tầm 11 giờ 15 khi đó thì à, nó có một cái cái cái, cái rút của của banh và chứng khoán và vn30 đã bắt đầu bị mất đây anh chị à, hùng đang bị nhầm lúc nãy bị nhầm cái 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 chỉ số của vn30 và chỉ số phái sinh chúng ta đang nói về phái sinh thì phái sinh nó ở đây chính là những cái điểm test kỹ thuật và có nói đến cái điểm test sâu nhất của phái sinh có thể đến ở trong cái phiên giao dịch ngày 27 chúng ta sẽ lấy mốc 1425 1425 đến 1430 chính là điểm này và trong phiên giao dịch của ngày 27 thì phái sinh có điểm sâu nhất chạm vùng 1430 tức là chạm với biên trên mà chúng ta có phân tích dự, đợi, dự kiến ở đây 1425 đến 1430 còn đối với chỉ số VN30 thì có thể cái xu hướng uh, cái điểm uh, test lại biên ở vùng 1450 điểm đầu tiên thì phái sinh ở trong phiên này uh, VN30 có thể test lại biên 1450 Chúng ta có thể thấy đây, đây 1450, 1451 đây chính là cái điểm này đấy các anh chị Đây điểm này 1450 chính xác luôn Nó sẽ test lại cái biên này chính là cái biên mà nó vừa mới break vừa mới xây lại đây Đầu tiên nó phải test lại biên này thì biên này nó test bị thất bại Chính vì thất bại nên... Uh, nó đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn và chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn một cái mốc hỗ trợ của VN30, đó là mốc ở 1435 đến 1440. Thì các anh chị cũng có thể thấy đây, uh, trong 1435 đến 1440 đây các anh chị và chỉ số VN30 thì nó về cái điểm sâu nhất ở uh, trong biên hỗ trợ, tức là phái sinh thì về biên trên nhưng ở VN30 thì về biên sâu nhất ở 1435 ở đây và sau đó nó tích lũy nền ổn định ở trong phiên giao dịch của ngày 27 và đến phiên ngày 28 thì nó tiếp tục test lại một lần nữa, chính là phiên giao dịch của ngày hôm nay Và sau cái điểm test này thì uh, mẫu chốt vấn đề nó cũng đến từ cái việc đó là uh, Các anh chị nếu như chúng ta học cái hộp đa vát thì chúng ta có thể hiểu rằng khi uh, Nó test nền xong và nó break, tức là cái điểm này gọi là điểm mua uh, gọi Nôm na trong chúng ta hay gọi là gọi diện mua qua Uh, mua qua 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 đáy đúng không mua qua đáy bán qua đỉnh đúng không chính xác cái câu của nhân gian của ta là chúng ta là, là như vậy thì đây chính là điểm mua qua đáy sau khi mà uh, những cái tín hiệu tạo đáy xong và nó có những cái tín hiệu break này lên thì đó thông thường nó sẽ có một cái trang kỹ thuật uh, tăng rất là mạnh ở đây uh, câu chuyện như vậy và chúng ta cũng thấy rằng trong tuần giao dịch vừa qua thì à, uh, thì 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 uh, những cái uh, những cái câu chuyện mà làm nên một cái chen tăng của thị trường như thế này thì nó gần như nó tập trung vào nhóm banh nhóm banh và nhóm chứng khoán là phần nhiều thì tí nữa chúng ta sẽ đi view chi tiết ok thì đấy là toàn bộ những cái kịch bản phân tích về thị trường uh, chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua và những cái kịch bản phân tích này thì thông thường là hàng ngày thì chúng ta sẽ có những cái mốc hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta có những đánh giá ở trong các cái bản tin rồi, phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view lại các cái mã cổ phiếu uh, cơ bản nhất của thị trường trong tuần vừa qua. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Vix. Thì bản thân Vix đến thời điểm hiện tại là chưa có nhiều yếu tố đột biến, vẫn đánh giá ở biên 117.5, đó là biên hỗ trợ của Vix. Ở Vinhome thì đối với những anh chị em mà chúng ta đang cầm Vinhome thì chúng ta lưu ý biên 103, đây sẽ là biên mà Vinhome sẽ có những cái điểm uh, uh, test uh, lại tích lũy ở quanh cái vùng này và nếu vùng 103 103 mà không gãy thì chúng ta có thể ôm thêm để chúng ta chờ chốt ở quanh 110. Ở VRE đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều những anh chị em quan tâm là liệu chúng ta đã mua được chưa? Thì bản thân Hùng có những cái đánh giá về cổ phiếu VRE đó là nó có khả năng nó sẽ còn thêm các cái điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 29 đến khoảng vùng 30 ở đây. Nó chưa thể tăng ngay được ở lý do là trong cái thời điểm hiện tại thì VRE cũng đang đánh tương đối là lỏng Tức là những cái dòng tiền mà VRE đánh tương đối lỏng và chưa thực sự thuyết phục Nên là chúng ta sẽ cần thêm à, Sapico đã mua được chưa thì Sapico cũng đã có một cái lực bắt đáy tạo nền ở đây Và à, đối với Sapico chúng ta đánh giá biên hỗ trợ 150 à, Trong ngắn hạn thì Sapico đã có một nhịp long lên ở đây Và khả năng thì nó sẽ có những cái nhịp test trả lại cung ở quanh vùng 157 mà không gãy thì chúng ta cũng có thể bắt được bắt ít thôi các anh chị, ờ, cổ phiếu đó thì chúng ta sẽ bắt để chúng ta uống bia ờ, Vinamilk đến thời điểm tại thì đã đánh chưa thì cũng sẽ khá là khó để chúng ta khẳng định một cái xu hướng là đã tạo đáy hay chưa ờ, nhưng nhìn trên góc độ kỹ thuật thì Vinamilk có một cái vùng hỗ trợ ở đây chính là đây chúng ta sẽ gióng sang đó là vùng 85 đến vùng 87 các anh chị và vùng này thì cũng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu kỹ thuật tích cực đó là trong tuần trước thì chúng ta đã uh, có một cây nến xanh ở đây và nó quay lại test nền sau đó có nhịp long thứ hai và sau cái nhịp long này thì nó đang động lại ở quanh vùng uh, quanh vùng giá 90 tương đối là đẹp Uh, thế thì cái cách thức mà để chúng ta tiếp cận vấn đề của Vinamilk ở đây đó là chúng ta có thể thăm dò khoảng 5% ở quanh vùng giá 90 và sau đó thì nếu như mà cổ phiếu bị đạp tiếp đúng không ạ? Thì cái vùng ở đây vùng 85 đến vùng uh, 87 chúng ta có thể thăm dò thêm 5% nữa, tức là 10%. Và sau 10% đó thì chúng ta sẽ nắm giữ để chúng ta xem cái xu hướng xây nền tạo đáy ở đây để khi chúng ta có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận là cổ phiếu Xây nền tạo đáy xong chúng ta sẽ mua thêm Nếu như mà cổ phiếu bị thất bại thì chúng ta sẽ uh, Thất bại có nghĩa là cổ phiếu bị uh, bán thủng 85 Thì như vậy là chúng ta chấp nhận SL cái vị thế ở cái vùng này Đấy là cái cách mà chúng ta tiếp cận khi các cái cổ phiếu mà đang dự kiến uh, có những cái điểm uh, Tạo đáy các anh chị nhé uh, Đối với GTN uh, hiện tại thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến Cầu đang bị mất và cung cũng bị mất luôn thì hiện tại là chúng ta sẽ lấy biên 16.5 làm biên hỗ trợ. Sâu hơn là có thể 16 thì chúng ta tiếp tục chúng ta quan sát những cái tín hiệu tạo nền ở đây và hiện tại GTN thì chưa nên chưa nên bắt đáy bởi vì những cái tín hiệu như vậy là chưa đủ điều kiện để chúng ta bắt đáy. VLC thì trong ngắn hạn thì VLC tiếp tục đi ngang ở quanh biên 28 đến biên 29, sâu hơn thì có thể dự ở 27 và với tín hiệu kỹ thuật này thì VLC sẽ tiếp tục À, những cái tín hiệu tạo nền tích lũy đi ngang thôi cũng chưa có nhiều động lực à, VDC à, nó nằm ở trong một cái đánh giá tổng quan của Hùng đó là à, Trong một cái trang kỹ thuật giảm và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang dự giảm về ở khoảng vùng 110 Và trong tuần vừa qua thì là một tuần giao dịch khá là tích cực à, Khi mà cổ phiếu này không bị gãy thêm ở biên 110 và đây là những cái cây nến rút chân Thì thông thường là khi mà quá trình tạo đáy mà có những cái cây nến như thế này thì nó rất là tích cực Thì trong ngắn hạn thôi, trong ngắn hạn thì khả năng VDC sẽ có những cái biên quanh vùng 110 đến vùng 115 ở đây Và những cái biên này thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá HVN HVN thì trong đánh giá tổng thể thì dự kiến HVN có thể đi về khoảng vùng 24 đến vùng 24.5 sau một cái điểm mà HVN bị mất cái vùng 27 ở đây thì cổ phiếu này đang quay lại test biên 26 và trong tuần tới thì, thì các anh chị sẽ quan sát ở biên 26 trường hợp nếu cổ phiếu này mất 26 thì xu hướng uh, sẽ về cái vùng chúng ta đã dự báo ở đây đó còn trường hợp nếu như nó đi ngang tích lũy ở biên 26 thì chúng ta sẽ quan sát thêm và xu hướng tổng thể của HVN thì đến thời điểm hiện tại uh, theo như uh, quan điểm đánh giá của ông đây thì nó vẫn đang là uh, một cái 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 trend kỹ thuật ở trong một cái trend giảm ACV trong tuần bị mất uh, biên hỗ trợ ở vùng 7X như thế này thì uh, với một cái cây nến đầu tiên và cây nến thứ hai, đây là một cây nến xu hướng xác nhận. Uh, mặc dù cái lực uh, ra của lực, lực lực ra của cổ phiếu không mạnh nhưng mà cái xu hướng này thì cổ phiếu cũng đang khá là khó khăn. Thì các anh chị chú ý. AST đến thời điểm hiện tại, uh, đây là chúng ta đang dự báo cái xu hướng về khả năng cổ phiếu sẽ tạo đáy tạo nền ở quanh vùng giá 45. Uh, và trong cái quá trình tạo đáy tạo nền đó thì cổ phiếu thông thường nó sẽ có những cái điểm long lên đúng không ạ? Rồi uh, long lên xong thì nó sẽ có những cái điểm long đây. Uh, rồi nó lại bị đạp lại. Đó cái quá trình mà cổ phiếu xây nền như vậy và đến đến cuối một cái chu trình đó, đến cuối một cái chu trình đó nó sẽ có những cái tín hiệu cái thuật xác nhận. Ví dụ cổ phiếu sẽ break vùng 50 với một cái khối lượng giao dịch đâu đó khoảng trên khoảng tầm 300.000 cổ phiếu thì đấy là cái tín hiệu mà có thể xác nhận rằng AST sẽ tạo đáy tạo nền thành công ở uh, vùng khoảng 45 đó thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích BVH uh, thời điểm hiện tại thì giao dịch cũng đang khá là rời rạc các cái miếng đánh của BVH đang khá là rời rạc uh, trong tuần thì cổ phiếu này có lấy lại được cái biên hỗ trợ 55 đến biên 56 nhưng theo quan điểm của hùng thì khả năng cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test lại cung ở quanh 54 uh, trước khi mà nó hình thành được một cái xu hướng kỹ thuật ở đây và BVH hiện tại thì cũng chưa khuyến nghị đầu tư Ờ uh, trụ Mansan trụ Mansan thì là một trong những cái mã cổ phiếu được Được khuyến nghị uh, anh em chúng ta đầu tư Ở trong bộ trụ và đến thời điểm hiện tại thì chính thức là Mansan đã cán cái target tuần ở vùng 115 các anh chị nhé, Mansan đã đạt cái target tuần cao nhất Thì thông thường khi cổ phiếu đạt target thì nó sẽ có những điểm chỉnh giảm và những điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật Thì theo Hùng Lê nó sẽ Ờ uh, test lại biên 105 và trong tuần thì có đã có một cái cây nến này suy soát 105 ở như vậy thì trong ngắn hạn thì man sẽ đi ở trong biên 105 đến biên 115 ở mml thì sẽ quan sát lại hỗ trợ bản thân thì mml trong một cái miếng đánh ở đây thì nó cũng đã đạt về cái target dự kiến ở khoảng vùng giá 65 và sau đó nó chỉnh kỹ thuật thì các anh chị mà đang cầm cổ phiếu này thì cũng có thể quan sát ở quanh vùng 56.5 đây khả năng sẽ là vùng hỗ trợ và đi ngang của MML. MSR cũng là một cổ phiếu rất hay. Ờ, chúng ta đánh khá là có duyên với em này và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ quan tâm lại vùng 18. Đến vùng 18.6 đây là biên mà chúng ta có thể thăm dò đáy. Ờ, sau cái điểm thăm dò đáy này chúng ta chờ khi mà cổ phiếu này đánh vượt lại lần hai ở khoảng quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 thì chúng ta mở điểm mua hết ở đây với kỳ vọng cổ phiếu sẽ phục hồi lại những cái vùng kháng cự ở mà chúng ta thường xuyên phân tích của nó đây ở quanh vùng 23 đến khoảng vùng 24. MV cũng là một cái mã cổ phiếu được khuyến nghị anh em chúng ta chiến đấu và chính thức thì trong tuần cũ, đó tuần cũ thì MVFG đã đạt về cái target dự kiến ở vùng 150. À, nó đang quay lại quay trở lại test cung và những cái điểm test cung này của MVDG có thể quanh vùng 141.5 và điểm sâu hơn của nó có thể vùng 138 đến khoảng 140 thì chúng ta sẽ quan sát lại bởi vì cái cây nến này là một cây nến khá là bất thường nên cái xu hướng nó sẽ trả cung sau những cái điểm bất thường đó đó thì bản thân là khi vùng có nói với các anh chị là chúng ta cứ chạm những cái target thiết kế là chúng ta có thể bán bớt đi đó và về đến đây thì chúng ta lại canh chúng ta gom lại câu chuyện nó nằm như vậy Uh, PNG và chúng ta sẽ phân tích nhóm Bình Minh. Nhóm nhựa. Thì cổ phiếu PNG cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư và bản thân thì cái target ở vùng 100 thì cổ phiếu PNG đã đạt được rồi. Đó, bây giờ câu chuyện là có mở target để đi lên vùng 100 nếu mà nếu mà mở lên như này sẽ đi lên vùng target 110 hay không thì đến thời điểm hiện tại thì các tài khoản chúng ta sẽ chú ý À, cái điểm mấu chốt vấn đề là PNG đã test cung một tuần và một cái tuần này thì nó không gãy biên 100, như vậy là một tín hiệu tích cực. Thì uh, cái trường hợp nếu như mà nó gãy 100 mình ta bán, không gãy 100 mình ta cầm. Đấy quan điểm là như vậy. Ờ uh, BMP trong thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều dư địa đâu các anh chị. Uh, chúng ta sẽ lấy hỗ trợ 56 và kháng cự của cổ phiếu ở 60, 59 đến 60, tức là uh, đây nó đang đánh ở trong một cái biên uh, tương đối là hẹp trước khi có một cái lực cầu uh, quyết đoán có thể đánh ở đây thì khi đó chúng ta sẽ cập nhật thêm uh, nhựa ba con na nhựa an phát nhựa an phát thì sau khi mà ba con na chúng ta phân tích một cái tín hiệu đạt đỉnh của cổ phiếu này ở khoảng vùng giá 18 thì cổ phiếu này đã tiếp tục uh, những cái điểm đà chỉnh giảm kỹ thuật của nó ở đây Ờ, thì trong tuần trước thì chúng ta có nói đến ở quanh cái biên 15 và sâu hơn của cổ phiếu Baon A thì nó có thể đi về biên 14 đến khoảng vùng 14.3. Ờ trên góc độ kỹ thuật thì dòng tiền đánh uh, quay trở lại test cung thì uh, trong tuần tới thì tạm thời chúng ta sẽ quan sát cái biên ngắn ở đây là biên quanh biên 15 và điểm sâu hơn có thể là quanh biên 14.8. Chúng ta xem thử cái tín hiệu tạo nền ở đây, cái tín hiệu tạo nền VK ở đây và Ví dụ cổ phiếu về đến 14.8 nó có mức lực cầu bắt trở lại tốt ở đây thì đấy là một cái tín hiệu tích cực của cổ phiếu Bao Na. À, DAG sau khi chia cổ tức xong và đạt được cái target thiết kế của chúng ta ở đây ở vùng 7 thì cổ phiếu này đã chỉnh và trên một cái sơ đồ chỉnh thì chúng đang dự kiến là khả năng thì nó sẽ chỉnh sâu về khoảng vùng 5.5. À trong ngắn hạn thì em này em đi về vùng 5.7 và đang có một cái điểm uh, cầu bắt lên đây và nó đang quay lại về test lại cung này. Thì uh, tuần mới quan sát là 5.7 nếu test ổn định ở đây thì và lực cầu quay trở lại thì có thể ngắn hạn chúng ta có thể bắt đáy ở vùng đó ở PLP như vậy là trên cái đường mà chúng ta đang dự kiến thì cổ phiếu này sẽ đi về, khả năng là sẽ đi về vùng 8 đến vùng 8.5 các anh chị chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt ở đây và cần thêm uh, cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật nền ở đây để chúng ta có thêm những cái đánh giá G ở trong tuần vừa qua uh, có những cái tín hiệu kỹ thuật như thế nào thì bản thân là khi G uh, sau một cái đà chỉ giảm dài ở đây và G về vùng hỗ trợ 50 thì chúng bắt đầu phân tích một sóng lên. Sóng lên của G đầu tiên, chúng ta phân tích ở vùng 58 chỉnh kỹ thuật không gãy ở vùng 54, chúng ta tiếp tục xây target của G lên vùng 60. Và chính thức thì trong tuần trong tuần thì target của G đã đạt lên được vùng 60 ở đây và sau khi đạt cái target này thì G đang có khoảng tầm độ 4 phiên, uh, 4 phiên test kỹ thuật như thế này được gọi là tích cực thì trong ngắn hạn là chúng ta sẽ cho phép G sẽ test biên 57 đến biên 58.5 và biên này mà test không gãy lực cầu tiếp tục duy trì uh, ổn định trên khoảng 1,5 triệu, 2 triệu thì chúng ta sẽ uh, và có một cái tín hiệu kỹ thuật là di đánh break lại vùng 6x thì khi đó ông sẽ nâng cái target của G lên đó, và target lên đến điểm nào thì ông sẽ phân tích sau bởi vì đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang chờ di test nền đó, và test nền xong thì có thể sẽ sẽ có những cái cập nhật tiếp theo à, Phân tích một số các cái mã cổ phiếu của Nhóm ngành công nghệ bao gồm FPT Thì uh, FPT thì chúng ta cũng đã lần lượt hoàn thành các cái target thiết kế của chúng ta Và trong tuần uh, Sau một cái điểm mà đánh break lên thì các anh chị uh, Có thể xem lại đó là cũng có đánh giá về cái xu hướng là FPT có thể đi Ở trong cái biên 93 đến biên 95 và chúng ta thấy rằng đây một tuần một tuần dòng giã các anh chị Đó Nó đi trong cái biên này rất là đẹp Và cái câu chuyện nếu như à, Nếu như nó đi được ở trong cái biên đó như vậy Thì cái cơ hội để mà FPT đánh về vùng 100x là còn Đó Nên là các anh chị cứ yên tâm để chúng ta nắm giữ Còn trường hợp mà nếu như Duy bị à, FPT bị đánh gãy vùng Đây Bị đánh gãy vùng biên ở trên này Biên 92 chẳng hạn như vậy Thì chúng ta có thể chốt bớt một phần Đó DGVK hôm nay một số anh chị hỏi là sao mà nó lại giảm mạnh như vậy Thì uh, trong bản tin phân tích tuần trước thì có nói rồi Trong một cái kịch bản mà chúng ta phân tích sóng lên thì cũng đã đưa cái target của em này về khoảng vùng 135 Và sau khi về xong á, thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái điểm dập dìu dập dìu ở quanh vùng 140 này Đấy là chính là những cái điểm mà uh, DigiWorld bị chốt tương đối mạnh Và đây là một cái cây nến để xác nhận rằng một cái uh, lượng lớn nhà đầu tư uh, đang chốt lãi cổ phiếu DigiWorld thì ngắn hạn điểm chốt lãi này thì uh, sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ cán lại mốc vùng 120 và cũng sẽ có thêm những cái đánh giá về những cái uh, cái cái tác động của cổ phiếu ở quanh vùng 129 đến vùng 130 trước khi mà có những cái định lượng tiếp theo. CMG à, đối với CMG cũng là một cái nhóm ngành mà thường xuyên phân tích trong cái nhóm ngành này trong cái nhóm gọi là nhóm nôm na gọi là nhóm công nghệ thì CMG có đặc điểm đánh thì cũng có nói rồi đó là uh, nó nó đánh khoảng tầm độ 3 cây nến thì nó đạt được cái target thiết kế tức là khoảng từ vùng 33 mà chúng ta tính là khoảng vùng 39 thì à, uh, à, uh, 5 mà 6 à, uh, 6 6 trên 33 thì ở ờ, như vậy là được khoảng tầm 18 phần trăm các anh chị và 18 phần trăm là một cái target mà đối với cá nhân chúng ta thì chúng ta thấy rằng một cái nhịp nho nhỏ ngắn ngắn mà lãi 18 phần trăm đấy là một cái mức target lợi nhuận đáng mơ ước trong đầu tư quan điểm của mình như vậy một năm chúng ta gửi ngân hàng được có 6,5 phần trăm đúng không mà trong một cái nhịp ngắn ở trong một tháng thôi chúng ta giả sử trong một tháng chúng ta mua ở đây là 33 33 mấy đấy ba 33 năm đi và chúng ta chốt được khoảng vùng 39 ví dụ như vậy như vậy là chúng ta có 18 phần trăm rất là ok rồi chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng biết rồi, thép nó đã tăng rất là mạnh, chính vì vậy nên là đã có những cái tác động rất là lớn đến nhóm ngành xây lắp, nhóm ngành xây lắp đó là nhóm thầu Ờ, các cái công trình xây dựng thì thông thường nó sẽ nếu như chúng ta tìm hiểu sâu thì nó sẽ có những cái gói thầu chọn uh, gói và những cái gói thầu uh, điều chỉnh giá. Thì đối với những cái công ty mà mà thầu những cái gói thầu mà nó gọi gọi là chọn chọn gói á, tức là giá nó không được điều chỉnh á thì chắc chắn rằng là đã chịu một cái áp lực lỗ rất là lớn bởi vì tại cái thời điểm mà chào thầu thì giá thép nó đang rất là thấp và đến thời điểm đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là giá thép đã tăng rất là cao và một số các cái vật liệu đầu vào thì nó cũng kéo theo nó tăng À, theo cái việc là xăng dầu bởi vì xăng dầu chính là cái chi phí nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhóm vật liệu xây dựng bởi vì nó là chi phí vận tải đó từ nhà máy sản xuất ra thì phải vận tải về đến các cái đơn vị phân phối và à, để vận tải được thì chắc chắn là phải dùng đến xăng dầu thì giá xăng dầu nó là một trong những cái yếu tố tác động cực kỳ lớn vì vậy nên là ở à, trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng nhóm xây lắp đang gặp tương đối là khó khăn à, thì NovaLand là một cái mã cổ phiếu nó kéo về điểm số đó và index lên vùng 1300 điểm cũng là nhờ công rất lớn của Novaland, phải nói là như vậy. À, đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đang gặp kháng cự 140 và biên hỗ trợ ngắn của em này trong vùng 127 và khả năng đây đang là những cái nhịp mà tạo lập phân phối thì à, chúng ta chú ý. À, trường hợp à, đang cầm thì chú ý nếu như bị gãy vùng 127 chúng ta bán và chạm 140 thì cũng bán, tức là chúng ta sẽ chốt bớt ở vùng này. Tức là đang có những cái dấu hiệu khá là nguy hiểm. Ờ à, Cô Tích Công thì đến thời điểm này đã đáy chưa câu, cái, cái câu chuyện quan trọng nhất là đã đáy chưa để bắt Thì nhìn trên góc độ kỹ thuật là chúng ta cũng có thể nhận diện thấy rằng là cô Tích Công đang đó, cô Công đang ở những cái vùng vị thế tương đối đẹp Ở đây, vị, vị thế tương đối đẹp ở đây đó là quanh vùng 55 à, Quanh vùng 55 ở đây cũng khá là ổn rồi sau một cái nhịp mà cô Tích công đạp xuống và trong tuần thì đã có một cây nến xanh lấp lại và uh, có đến 4 phiên test kỹ thuật không gãy vùng 57 Tức là vậy là có khả năng có ý đồ Thì có ý đồ rồi thì chúng ta sẽ canh phiên thứ hai thăm dò quanh vùng 57 Sau đó thì có thể uh, phòng thêm điểm 55 và sâu hơn có thể phòng thêm điểm 50 Và nôm na là trong cái điểm này chúng ta sẽ thăm dò cổ phiếu cổ Cô tích công Thăm dò. Đó, thăm dò khoảng tầm độ 10 đến 20% số định mua và chúng ta chờ thêm một cái, những cái tín hiệu kỹ thuật mà xác nhận à, tốt hơn chúng ta sẽ cân. HTN đang quay lại test lại biên ở đây 35, 35 bị gãy thì sẽ về lại vùng 30, chúng ta chú ý. Ờ à, HDC à, tương đối là khỏe và đến thời điểm hiện tại thì HDC cũng đã chính thức cán cái vùng à, vùng test dự kiến tức là sau khi mà cổ phiếu này à, đạt ở cái vùng kháng cự 47 thì dự kiến nó sẽ test lại cung ở quanh 45. Không gãy thì nó sẽ đưa chúng ta đưa target này lên vùng 5x. Và sau khi đạt 5x rồi thì HDC uh, đang có một tuần uh, test tích cực quanh biên 49 đến biên 50. Đây là cơ sở để chúng ta có thể nâng uh, cái target dự kiến của em này lên khoảng vùng 54 đến khoảng vùng 55. Thì với những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm, phiên ngày thứ hai chúng ta có thể canh thêm những cái điểm mà cổ phiếu này những cái điểm test cung và khả năng cổ phiếu này sẽ đánh tiếp. HDG sẽ đầu tư song hành cùng với HDC, hai mã cổ phiếu này thì luôn chạy song hành với nhau. Ở trên góc độ kỹ thuật thì HDG khi đã break vùng 42.5 chính thức là nó sẽ phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật là cổ phiếu này sẽ tiếp tục đánh. Và trong tuần thì nó cũng đã có những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây quanh khoảng vùng 43.2 tương đối là đẹp và với cái tín hiệu này thì sẽ kỳ vọng tháng tuần tới thì Hà Đô sẽ tiếp tục đánh và dự kiến target của nhịp này ở khoảng vùng 47 đến khoảng vùng 48. HBC cũng rất nhiều những anh chị em quan tâm nhưng các anh chị em lưu ý là cũng đang nhìn ở trên một cái góc độ tổng thể của cổ phiếu này đó là trong một cái kênh xu thế giảm giá về mặt trung hạn giảm giá về mặt trung hạn các anh chị. Và và cái câu chuyện này nó đến thì các anh chị đã uh, xem những bản tin của của Hùng rồi thì Hùng đang nói đến cái việc là ở quanh vùng 15. Và cái câu chuyện là nó kéo lên vùng 15 xong nó bị đạp gãy vùng 15 như vậy là rất là nguy hiểm ở đây. Thì uh, theo theo quan điểm là nếu như mà chúng ta có hàng thì chúng ta nên bán. Nên bán trong các cái nhịp hồi và bán được cái giá hồi nào cao nhất thì sẽ là tối ưu nhất đối với thời điểm hiện tại của HBC. Ở VCS dự kiến không có gì thay đổi 100. Đạt phương trong tuần vừa rồi giao dịch khá là tích cực. Tuy nhiên, cái target mà chúng ta dự kiến ở đây thì đạt phương cũng sẽ cán lại khoảng vùng 39 đến vùng 40. Đó là cái target dự kiến, chưa có target mới và cũng chưa mở thêm. À, CRE đang xây một cái target cuối cùng tương đối cao ở khoảng vùng 45 và biên chặn lãi của nó ở đây là biên 40 nghĩa là gãy 40 thì chúng ta bán tất toán không gãy thì chúng ta cứ ôm tiếp đua theo lái xe2 à, đến thời điểm hiện tại đã mua được chưa à, đã bán được chưa hay là chúng ta sẽ có những cái chiến lược như thế nào thì chúng ta sẽ lấy biên 19 19.5 đây là những cái vùng mà thăm dò một tí đẹo vừa vừa đó về đến vùng kháng cự 21 thì có thể bán bớt. Ví dụ như vậy thì tạm thời trong cái thời điểm này thì chúng ta sẽ đánh C2 ở trong một cái biên kháng biên 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 hẹp ở vùng 19 đến khoảng vùng 21, 19 55 đến khoảng vùng 21. Và uh, cái cổ phiếu mà xây nền á thì nó nó cần rất là nhiều thời gian các anh chị, không phải ngày 1 ngày hai đâu. Nó thì C2 cũng như vậy các anh chị nhìn thấy đây ạ. Từ đây đến đây nó vòng vo tam quốc ở đây rất là dài rồi thì nó có có khả năng là Uh, chạm về cái biên này thì C2 lại có một cái cây nến chân rút lên như vậy và sau một cái thời gian uh, xây đáy tạo nền như vậy và nó sẽ có phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm mổ, mở mở mua hết ví dụ như vậy à, uh, LCG LCG ở đây bây giờ nó chỉ còn lại một cái biên hỗ trợ cuối cùng của chúng ta ở đây đó là biên 11 đến biên 11.5 tức là cho phép ông test lại ở đây có đạp sau thì nạp 11 chứ còn nếu mà phá 11 thì ở uh, tương đối là xấu, tương đối là xấu. Tương đối xấu. Vì vậy những anh chị em mà chúng ta đã thăm dò hoặc là những cái vị thế ở đây thì chúng ta lưu ý đến vùng giá 11. Uh, DRH ở trong uh, những cái góc độ kỹ thuật hiện tại thì cũng chưa có nhiều uh, điểm nhấn anh chị và chúng ta sẽ vẫn uh, Ở đây thì chúng ta sẽ vẫn ở đây. Uh, vẫn vẫn uh, quan sát cái biên hỗ trợ 9.8 đến khoảng 10.3 và điểm sâu hơn của nó khoảng uh, đúng rồi 9.9.8 đến khoảng 10.3 và điểm sâu hơn khoảng vùng 9.3 ở đây uh, dòng tiền đang tiếp tục đi ngang dòng tiền đang tiếp tục đi ngang và dòng và 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 cái lực cầu cái lực cầu ở đây chưa có nên là xu hướng thì cổ phiếu vẫn tiếp tục đi ngang thôi chưa có nhiều động lực theo uh, thời điểm hiện tại chúng ta đánh giá những cái tín hiệu tạo nền tạo đáy ở quanh vùng 9 và sâu hơn uh, Thì có thể là vùng 7.7 đến vùng 8.2 uh, và ở những cái vùng này thì chúng ta cũng có thể quan sát để chúng ta có thể bắt đáy một phần Và chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo Đất xanh trong tuần vừa qua có một uh, Một tuần là cổ phiếu này đánh uh, Chạm lại Vùng target dự kiến nó khoảng vùng 25.5 đến vùng 26 và đang có tín hiệu đánh break lên thì sau cái tín hiệu break này á để mà phát đi những cái xu hướng tiếp theo thì uh, theo ông nó sẽ cần thêm một hai phiên ở uh, vùng biên năm đến khoảng vùng 28. Tức là trên cái biên kỹ thuật này thì cổ phiếu Đất Xanh nó sẽ vòng vo ở đây một hai phiên và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo. Trường hợp nếu như Đất Xanh break nền 28 thì khi đó chúng ta sẽ có thể uh, mở một cái uh, phân tích tiếp một cái trang kỹ thuật của Đất Xanh đi lên ở trên này thì đấy là chúng ta phải chờ thêm một tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta mới phân tích còn với tín hiệu hiện tại thì chưa chưa mở thêm chưa mở thêm target mới của đất xanh LDG như vậy là cũng đã chỉnh giảm về đến vùng hỗ trợ của nó là 6.65 đến khoảng vùng 6.8 thì các anh chị có thể xem lại lật lại uh, những cái vùng mà phân tích chúng ta phân tích LDG ở bên này để nó đi cũng từ vùng 6.65 và nó đi được về 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 đến vùng 9, tức là nó đi được khoảng tầm độ 50% các anh chị. Nhìn một cái khúc ngắn ngắn nhỏ nhỏ như thế này thôi nhưng mà tăng 50% đấy. Thì bây giờ về bên này rồi thì chúng ta cũng tương tự như vậy thôi, cái phương pháp của chúng ta là chúng ta dò đáy. Thì dò để dò đáy thì cái vùng ở đây đó là vùng 6.65 đó. Vùng 6.65 đến vùng 6.8 chúng ta có thể canh mua thêm. Uh, những cái điểm mà uh, thăm dò bị thế uh, khi cổ phiếu chạm về đây về kháng cự đây đó là kháng cự ngắn 7.2 thì cổ phiếu chỉnh giảm lại thì chúng ta lại canh chúng ta mua và chờ đến khi tức là cái 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 cách đi như vậy nó sẽ đi ở trong cái vùng này và chờ đến khi mà nó có tín hiệu đánh thoát nền 7.2 ở đây đó thoát nền 7.2 ở đây và nó có những cái tín hiệu test lại không cái nền 7.2 thì đấy là một cái tín hiệu cuối cùng uh, tín hiệu rất là tuyệt vời để chúng ta mở cái điểm mua cuối cùng để chúng ta gọi là kết thúc sau những cái điểm ham dò thì đây là những cái điểm mua xác nhận đó một cái kênh xu thế mới của LDG cổ phiếu DG cũng có một tuần giao dịch tương đối là tích cực và đã về lại những cái vùng kháng cự cao nhất của dG đó là vùng 3x và DG thì nó đang đứng trước một cái ngưỡng cửa đẹp ngưỡng cửa đẹp và ngưỡng cửa này thì cũng sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật khả năng cổ phiếu sẽ có một đến hai phiên test lại trên cái đầu ngọn nến này tức là nó sẽ test lại nhẹ nhàng ở quanh khoảng vùng 31 không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì khoảng tầm 4 đến 5 triệu cổ phiếu ờ, à không xin lỗi cả nhà lực cầu nó phải trên nó phải trên cái 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 chỗ này tức là nó khoảng tầm 7,5 triệu cổ phiếu trên một phiên thì à, lúc đó chúng ta sẽ mở target của em này và DG khá là hay các anh chị à, chú ý Em VPG này lái đến đâu rồi và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta uh, đang uh, dự kiến là target của em này sẽ lái về khoảng vùng 4X uh, điểm chặn uh, điểm chặn đầu của nó ở đây tức là điểm chặn lãi của nó ở đây thì chúng ta sẽ lấy khoảng quanh vùng 36. KDH trong tuần cũng đã có một phiên giao dịch tương đối là tích cực khi cổ phiếu này chính thức cũng cán lại cái target uh, của chúng ta xây ở đây là vùng 38 trên 38. Uh, với lực cầu hiện tại thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng rằng KDH sẽ quay về vùng 4x, quay về vùng 4x trong ngắn hạn. Uh, NRC thì uh, vẫn uh, vẫn đang uh, trong một cái quá trình mà chúng ta theo dõi và quan điểm là chúng ta sẽ theo dõi em này đến cùng uh, để chúng ta bắt và cái thời điểm bắt tạo nền tạo đáy xong thì chúng ta sẽ bắt và trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu tạo đáy tạo nền ở quanh vùng 18 ở à, U4 cũng như vậy ở à, U4 cũng như vậy chúng ta đang quan sát những cái tín hiệu tạo đáy tạo nền của cổ phiếu này quanh vùng 15 đến khoảng vùng 16 à, chờ em ý bắt lại và sâu nhất thì chúng ta có thể chấp nhận thêm cả vùng 14 còn trường hợp nếu mà mất vùng 14 thì như vậy là cái phân tích của chúng ta bị sai và phân tích vì sai thì chúng ta cần phải xử lý đó, quan điểm là như vậy rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, các cái nhóm ngành tiếp theo uh, của chúng ta uh, đó là nhóm ngành dầu khí nhóm ngành dầu khí thì đến thời điểm hiện tại uh, nhóm ngành dầu khí thì cũng chưa 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 thoát khỏi một cái trend hay một cái kênh xu hướng tổng thể của nó đó là cái kênh xu hướng giảm giá thì chúng ta có thể nhìn uh, tổng thể gas ở đây thì chúng ta cũng có thể có thể nhìn thấy được là gas đã giảm giá từ vùng giá 80 95 và hiện tại thì nó cũng chưa thể hình thành được một cái gọi là một cái điểm bẻ gãy xu hướng. Các anh chị như vậy một cái điểm bẻ gãy xu hướng của nó. Uh, và trong ngắn hạn thì gas cũng đang hình thành một cái biên tích lũy 80 đến vùng 82 và khả năng theo hùng thì hùng đánh giá rằng là nó cũng chỉ đi vòng ở trong một cái biên hẹp này thôi. Và nó phải cần chờ khi mà cái những cái lực cầu hoặc là nó có những cái tín hiệu kỹ thuật để nó xác nhận cái tín hiệu bẻ chiều xu thế ở đây thì cái đó thấy gas mới có thể có thể có những cái lực đánh nó tốt hơn à, đối với PLX thì trong tuần à, tuần trước là ông có nói đến các anh chị là chúng ta phải quan sát lại những cái điểm test lại cung ở quanh biên biên 55 và biên 55.5 Ờ à, biên 55.5 sẽ là biên chặn lãi của cổ phiếu Tức là khi cổ phiếu có dấu hiệu bị mất cái điểm này Thì chúng ta có thể bán ra và trong tuần thì điểm 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 chạy sâu nhất của pelix nó đã chạy về đến cái vùng hỗ trợ ngắn của nó ở đây đó là vùng 53.5 đến khoảng vùng 54 thì trên góc độ kỹ thuật trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ quan sát những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây à, xu hướng về mặt xu hướng về mặt xu hướng thì à, từ vùng 55 53.5 ở đây thì nó có thể à, nó có thể có những cái điểm hồi phục quay trở lại quay trở lại ở cái biên đây và cái vùng kháng cự của nó thì vẫn là vùng 58 đến vùng 60 ờ, Trong cái kịch bản tuần thường có nói đến là chúng ta sẽ canh những cái vùng trên này để chúng ta chốt Nhưng mà chúng ta đã phải chặn chặn lại một cái điểm lãi ở đây khoảng vùng 55.5 Pet nó đánh rất là nhanh Chờ Chính vì vậy nên và cái, cái những cái điểm đánh của Pet thì hiện tại tương đối là ngắn Nên là chúng ta không nên đua theo giá xanh Chính vì vậy nên là trong các cái kịch bản phân tích thì bao giờ cũng như vậy À, chúng ta sẽ nên chọn những cái điểm hỗ trợ Và trong tuần thì PET cũng đã có một cái điểm hỗ trợ đẹp Ở khoảng quanh vùng 20.5 Và sau đó thì uh, đang có một cái lực cầu bắt lên Và cái lực cầu này thì dự kiến Đấy nó sẽ chạm lại vùng 23 Đến khoảng vùng 23.5 Và vùng này sẽ là vùng mà uh, Các anh chị có hàng chúng ta canh chốt Rồi chúng ta không nên đua theo ở những vùng này nữa uh, PXS nó đang... Uh, về mặt xu hướng tổng thể thì nó cũng đang bị trong một cái kênh xu hướng giảm giá và những cái điểm giảm này thì cũng đang đưa PXS về lại những cái vùng hỗ trợ tương đối là đẹp ở đây. Tương đối đẹp ở đây. Thì trong ngắn hạn thì chúng ta đã có một điểm đánh lên, một điểm trả cung ở đây. Và như vậy thì chúng ta sẽ lấy biên 5. Chúng ta sẽ lấy biên 5.5 đến 5.56 làm cái biên mà dự kiến cổ phiếu sẽ đi ngang đi ngửa ở đây và cái biên kháng cự trên của nó khoảng 6.35. Đó và nó sẽ đi ở trong một cái biên như vậy trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận ở đây thì lúc đó thì chúng ta sẽ ở vùng 5.5 đến 5.65 có thể bắt thăm dò và chờ những tín hiệu kỹ thuật xác nhận cổ phiếu bẻ pha chúng ta sẽ mua hết. Rồi uh, có một mã cổ phiếu ở trong nhóm này có mã cổ phiếu PVL cũng đang khá là hay. Uh, trên mặt kỹ thuật của nó ở đây là chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là uh, nó đang có một cái điểm tạo nền ở đây này nền tích lũy ở đây của nó khoảng 3.5 và cái điểm này thì nó cũng tương đối là tích cực và chúng ta uh, có thể uh, có thể canh mua ở đây và cổ phiếu này khi mà nó đánh vượt bốn khi mà nó đánh vượt 4 ở đây uh, thì khả năng là lái nó sẽ đánh tiếp lái nó sẽ đánh tiếp con này và con này thì chúng ta chú ý một tí uh, rồi ba uh, mã cổ phiếu đầu ngành thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp theo đó là mã cổ phiếu pvs thì uh, trong bản tin tuần cũ thì mình có nói đến PVS ở biên 20.8 đến khoảng biên 22 22 8 đến biên 23. Và trong tuần thì uh, uh, nó đã hai lần, hai lần công lại nhưng mà đến phiên ngày thứ sáu thì nó mới công thành công với một cái lực cầu khá là mạnh. Ở phiên này nó bắt 24 triệu cổ phiếu đối với PVS là tương đối khủng nó các anh chị, tương đối khủng. Tương đối khủng và sau điểm bắt này thì PVS dự kiến sẽ test lại biên đó nó sẽ test lại biên 22.8 đến khoảng biên 23 sau khi test thành công ở biên này lực cầu tiếp tục duy trì ổn định khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu xác định khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu là hợp lý nha yeah. rồi ok khoảng tầm 10-11 triệu cổ phiếu thì uh, nó sẽ mở trên kỹ thuật của nó lên khoảng vùng giá 25 và đây nó sẽ mở trên kỹ thuật của nó lên khoảng vùng 25 anh chị À rồi PVD thì đối với PVD thì nó chưa được đẹp như PVS Và bản thân thì PVD vẫn đang có những điểm đánh ngang ở quanh vùng 20 Và biên hẹp của nó thì kháng cự khoảng vùng 22 Và PVD thì đang có những điểm đánh như thế này thôi, ngắn như thế này thôi à, PPT đã có một cái điểm phục hồi tốt từ vùng hỗ trợ của cổ phiếu 15.7 đến khoảng vùng 16.2 và trong nhịp phục hồi này thì chúng ta đã đưa cái target của PVT về lại vùng kháng cự ngắn của nó ở đây là khoảng quanh vùng 17 17.2. Sau đó thì PVT có một phiên test và điểm test này của PVT thì tương đối đẹp và lực cầu tiếp tục lấy lại ở trên vùng 7. Trên vùng lấy lại trên vùng 17. Lấy lại trên vùng 17 và từ vùng này thì uh, cổ phiếu đã đi về lại ở đây nó là vùng kháng cự 18 kháng cự 18 thì uh, tuần tới chúng ta sẽ quan sát biên 17 7 18 để chúng ta có thêm cái định lượng về hỗ trợ và uh, với mức lực cầu đánh như thế này của PVT thì chúng ta sẽ có thể kỳ vọng PVT sẽ mở trend kỹ thuật về khoảng vùng 19 à, mạnh hơn thì nó sẽ đi về khoảng vùng 19.5 đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng là sẽ đánh tiếp của PPT à, BSR đến thời điểm này BSR thời điểm này thì nó sẽ gặp lại kháng cự 16 và cái kháng cự này thì tương đối là dày à, vì nó tương đối là dày nên nó sẽ cần thêm thời gian Còn biên hỗ trợ ngắn của em này vẫn là vùng 14.7 Sâu hơn là vùng 13.5 đến vùng 14 Đấy là những cái định lượng ngắn của BSR POV, POV kép POV kép thì đến lúc này thì cũng chưa nhìn thấy tương lai Và nhìn trên một cái góc độ tổng thể thì POV kép vẫn đang ở, nằm ở trong một cái chu trình giảm giá tương đối dài Và tất nhiên trên cái chu trình giảm giá đó thì nó sẽ có những cái lực uh, phục hồi tế cộng Đây là những cái lực phục hồi tế cộng và sau những cái lực phục hồi tế cộng đó thì cổ phiếu lại tiếp tục bị mất đà Uh, thì đây nó cũng đã có một cái điểm mà uh, đây cũng nó cũng có một cái điểm hồi đây và điểm hồi này thì cũng đang đưa lại về vùng 1 5 Trên góc độ kỹ thuật thì sẽ lấy cái biên 11 đến 11.3 là biên hỗ trợ của POVK và khả năng thì cổ phiếu sẽ có thêm những cái điểm test cung ở vùng này. OI thì cũng như vậy, OI cũng đang uh, hình thành một cái biên uh, đi ở đây, biên xây uh, gọi là xây nền tạo đáy đi, nôm na nó là như vậy và sẽ lấy biên 11 đến 11.5 là biên hỗ trợ. Bản thân oi thì chúng ta có một cái nhịp phân tích sóng lên ở đây. Và cái nhịp phân tích sóng lên này thì đã đưa được cái target mark của oi về đạt khoảng vùng 16 đến 16. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần mà ở khoảng tháng 4. Tháng 4 tháng 5. À tháng tháng xin lỗi cả nhà tháng 2 đi nhỉ, tháng 2. Tháng 2 tháng 3 tháng 4 đúng rồi, tháng 2 tháng 3 tháng 4. À, tháng 2. Ở à, trong cái, cái tuần khoảng từ tháng 2 đến tháng 3 thì chúng ta có một cái tuần phân tích về oi à, tương đối là thành công. Rồi nhóm nhóm dầu khí chúng ta xong thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta có thể khẳng định rằng là nó đã góp phần góp góp phần rất là lớn vào cái việc mà VN Index công vùng kháng cự 1.300 điểm đó là nhóm banh và chứng khoán và trong tuần vừa qua tuần cuối cùng thì cũng là một cái tuần chứng kiến một cái đà phục hồi một cái đà bùng nổ tuyệt vời của nhóm này và rất nhiều các mã cổ phiếu đạt target và thậm chí là đạt target ngoài dự kiến tức là nó đạt target rồi nó còn phi thêm một đoạn khuyến mại nữa đó câu chuyện nó là như vậy đối với việc công banh là mã cổ phiếu tạo chỉ số thôi chúng ta nói qua thôi và kháng cự 102 hỗ trợ của em này quanh vùng 94 rồi bit à, thì bản thân là ngay từ đầu phiên giao dịch ngay từ đầu tuần hùng đã có thêm những cái đánh giá về mã cổ phiếu bit ví dụ như vậy có những cái điểm test lại cung kỹ thuật ở đây để nó công về vùng 45 đến vùng 46 Và trong tuần thì uh, Bit đã công thành công Về cái vùng này Phiên ngày hôm qua là một cái phiên uh, Bit uh, bit um, Có một cái điểm chỉnh giảm ở đây Và suy soát là nó đã Bị mất cái biên 45.5 uh, Tuy nhiên uh, Trên góc độ kỹ thuật thì của có nói rồi Một phiên sẽ không làm nên xu hướng Của cả thị trường uh, Cũng như không làm nên xu hướng của cả Một cái trend kỹ thuật của cổ phiếu Và chúng ta sẽ cần thêm một phiên xác nhận thì phiên ngày hôm nay chính là một cái phiên xác nhận, tức là bit đã lấp lại hết được cái thân nến giảm của ngày hôm qua và chính thức lấy lại vùng 46. Như vậy là rất là tốt. Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai có thể sẽ có những điểm test kỹ thuật quanh 46.5 và dự kiến điểm này uh, thậm chí là chúng ta có thể sâu hơn là test lại vùng 46 không cái Thì chúng ta sẽ mở trang kỹ thuật của bit lên vùng 49 đến khoảng vùng 50. Uh, ACB đến thời điểm hiện tại cũng uh, đang giao dịch tương đối là tốt và tích cực Và trong tuần thì ACB cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 38 trên 38 Và bản thân thì uh, uh, sau cái điểm hoàn thành mục tiêu này Thì ACB đã có một cái phiên kết tuần tương đối là đẹp uh, Thì với tín hiệu kết tuần này thì cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng Là ACB sẽ tiếp tục mở trend để đi về vùng giá khoảng 40 Đối với ACB là hợp lý MBB rất là tuyệt vời MBB à, và MBB thì như thế nào nhỉ chính thức là đạt cái mốc 37.5 đến 37.5 à thử tìm MBB khá là nhiều nên cũng không nhớ là mình đánh giá về MBB nữa ngày 25 ngày 21 tháng 5 này ngày 19 tháng 5 19 tháng 5 có đánh giá về MBB này Nhìn chung là banh vẫn là trụ chính của thị trường trong giai đoạn hiện tại với lực kéo này thì MBB sẽ kéo qua vùng 34.5 test lại ổn định thì chúng ta sẽ nâng target của MBB lên vùng 4x này, 19 tháng 5, 21 tháng 5 tiếp tục đánh giá. Và hiện tại điểm sáng trong kỹ thuật 34 cộng 34 cộng ngày 25 tháng 5. Đường về đến ngày 25 tháng 5 thì đánh giá đường về target 37.5 là sáng. Và sau đó thì nâng lên 4x. Rồi và đến ngày hôm qua thì chính thức là đánh giá cái target 37.5 đến 37.5 của MBB. Như vậy là ở MBB chúng ta xây 37.5 và đến thời điểm hiện tại đóng cửa 37.7 trên target tuần. Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu. Uh, trong ngắn hạn thì MBB có thể có những điểm test lại vùng 36 à uh, 36 mà không gãy lực cầu tiếp tục duy trì ổn định. Nói chung MBB đoạn này tiền đánh kinh lắm. Những cái phiên giao dịch của MBB trung bình đạt khoảng trên 20 uh, trên 24 triệu cổ phiếu làm những cái điều mà chưa từng có trong lịch sử, chưa từng có trong lịch sử giao dịch của MBB và đến thời điểm hiện tại thì uh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến những cái những cái mức giao dịch như vậy rất là khủng hoảng các anh chị và dự kiến thì vẫn mở target MBB về vùng 4X VBank VBank đang dự kiến target về vùng 7X và trong tuần thì nó cũng đã có những cái điểm số ghi về mặt điểm số nó đã có những cái điểm số tiến sát hơn về cái mốc 70. Và cái mốc chặn lãi của chúng ta đó là vùng 65, tức là trường hợp cổ phiếu mất 65 thì chúng ta sẽ bán để chúng ta chốt lãi. Techcombank cũng tiếp tục một cái hành trình đi tiếp tục tiếp tục đi rất là mạnh mẽ thì bản thân là Techcombank đến thời điểm hiện tại là cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu là 52 và như Techcombank thì cũng đã có đánh giá mở trend hay sao ấy. Techcombank ngày 25 tháng 5 đánh giá rằng là như thế nào nhỉ? Biên biên à đây. Biên 50 đến 52 là tiền đề để, để mở hướng cho Techcombank lên vùng 56, đường đi khá sáng chặn lãi mà chúng ta mốc các mốc chặn lãi thì chúng ta lấy các cái target hỗ trợ gần và anh anh chị em chủ động mức chặn lãi. Thì cái mốc chặn lãi của Techcombank ở đây chúng ta lấy vùng 50.5, tức là trường hợp cổ phiếu mà bị phá 50.5 thì chúng ta mang ra chúng ta bán nốt và phiên ngày hôm qua thì điểm sâu nhất đó là 50.8 vẫn không bị gãy. Đó, cái câu chuyện nó nằm ở những cái cái điểm nhận kỹ thuật nó là như vậy. Và À, chính thức thì ngày 25 tháng 5 thì chúng ta đã mở biên ờ à, mở target của Tech lên khoảng vùng 56 các anh chị, rất cao. À, TP TPBank, không biết TPBank có mở trend không? Mở trend kỹ thuật không? Đấy ví dụ chúng ta search xem có TPBank không. TPBank cũng như vậy, ngày 25 tháng 5 cũng có đánh giá về TPBank, dự kiến test lại vùng 33.5 đến vùng 34 ổn định thì à, mở trend kỹ thuật lên vùng 37.5 Ok, đã mở lên vùng 37.5 rồi các anh chị. 37.5 ở đâu? Ở đây. Đó, thì đối với Tech nó đã có những cái điểm test kỹ thuật đây. Đây là những cái điểm test kỹ thuật của Tech tương đối đẹp. À TP, TP Bank xin lỗi. À, và chúng ta chính thức cũng đã mở cái target của TP lên vùng 37.5 đến vùng 38 trên bản tin tuần, à, trên nhịp đánh tuần. À, HD Bank HD Bank thì cũng chính thức hoàn thành đó chính thức hoàn thành target 33 chính thức hoàn thành target 33 và đâu đó thì chúng ta cũng có đánh giá mở trend kỹ thuật của HD Bank hôm qua 26 tháng 5 26 tháng 5 có đánh giá lên target của HD Bank lên 35 nhìn ý đồ là trendy của HD Bank rất là sáng à, giá chặn lãi 31.5 và hiện tại thì đã đạt target 33.3 tức là ngày 26 tháng 5 thì chúng ta có đánh giá cái câu chuyện là 31.5 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của HD Bank trường hợp cổ phiếu này không bị gãy 31.5 thì chúng ta sẽ cầm cho target uh, mở target lên vùng 35 còn trường hợp nếu bị gãy vùng 31.5 thì đấy là thời điểm của chúng ta là canh chốt để chúng ta giữ lãi uh, SHB cũng đang đánh đầy ý đồ. Thì trong những ý đồ tạo lập của SHB thì chúng ta nói đến vùng 28 và biên 29 đến biên 30. Ở phiên ngày hôm nay hơi tiếc nuối một tí với giao dịch 44 triệu cổ phiếu mà cổ phiếu này không ao được qua hẳn cái vùng 31. Nếu ao hẳn được qua vùng 31 thì cái 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 target ở vùng 34 này cực sáng luôn. Nhưng cũng không sao, nó sẽ có thêm thời gian và chúng ta sẽ kỳ vọng là em này sẽ đánh vượt thoát vùng 31. Đây biên à biên 31 đúng không Biên 31 để đi về vùng kháng cự tiếp theo của SHB khoảng vùng 34. À, liên Việt Postbank không còn gì để nói, không còn gì để nói. 28 trên 28 và Liên Việt Postbank thì đâu đó mà chúng ta cũng liên tục à, cập nhật những cái target của cổ phiếu Ngày 19 tháng 5 có đánh giá về khả năng là, đấy ngày 19 tháng 5 đấy các anh chị nhá ngày 19 tháng 5 này. Thì lúc đó là cổ phiếu này ở vùng 23.55 thì cũng có đánh giá là target ở vùng 25. À, ngày hôm qua thì chính thức là đánh giá uh, target ở vùng 25. À, ngày hôm qua đây các anh chị, hôm qua đây, lúc đó là không biết mấy giờ thì không rõ lắm. Uh, và đánh giá uh, đánh giá về cái việc là khả năng nó sẽ vùng đệm 25 25 đến 25.5 sẽ là vùng đệm để liên thông banh đi về target 28 cộng và xa hơn là 3x chặn lãi ở vùng 25. Uh, thì ngày hôm nay nó chỉ test đâu đó điểm sâu nhất để xem là có đúng 25.5 không. Nó test sâu nhất ở điểm 25.4. Đấy. Trong phiên ngày hôm qua thì có nói đến cái biên 25.5 đó, biên 25 đến 25.5 thì cũng sẽ vẽ như thế này cho các anh chị hiểu. Đấy là một cái biên test và sáng hôm nay nó nhíu nhíu một tí về 25.4. Đó. Và biên dưới là 25. Thì đây sẽ là cái biên mà dự kiến mà sau khi mà cổ phiếu break lên đó, thì nó sẽ có những cái điểm nhún lại đây và sáng nay nó nhún à, phiên uh, phiên ngày 26 đúng không phiên này là đánh giá ngày 26 ngày hôm qua đúng rồi nó nhún nhún tí tẹo nhún một tí tẹo đây và tiếp tục đưa target của liên việt postbank về vùng 28 và phiên này thì đóng cửa đúng vùng 28. Ở như vậy thì 28 đã hết chứ nhỉ? 28 khả năng cũng chưa hết với lực đánh như thế này thì 3x 3x các anh chị. À còn sau khi mà hoàn thành 3x rồi thì đi đâu thì sẽ tiếp tục có những cái cập nhật sau. STB đã đi về đến đâu rồi? Như vậy là STB hoàn thành target tuần và hoàn thành một cách gọi là vượt mức kế hoạch ở vùng 30 trên 30 và sau khi hoàn thành ở vùng 30 trên 30 rồi thì cổ phiếu sẽ đi về đâu và nếu không nhầm thì chúng ta cũng có đánh giá những cái STB về cái cái khả năng ở 30 trên 30 này và chờ thêm mở trend cần dữ liệu ít nhất à tức là cần dữ liệu để đánh giá cần dữ liệu để đánh giá nhưng hôm nay thì nó có luôn thì sau một cái cây nến ngồi lên vùng 30 rất mạnh mẽ như này thì chúng ta sẽ cho phép cổ phiếu này test cung lại ở quanh vùng 31 nhẹ nhàng như vậy ở vùng này không gãy thì chính thức là mở trang kỹ thuật của STB lên khoảng vùng giá 35 đến khoảng vùng 36 của nhịp này rất là khỏe luôn và BVB thì cũng cạn lời không không còn gì để nói đúng không ạ không còn gì để nói với cổ phiếu này nữa rồi Uh, chính thức là về luôn target 23 trên 23 uh, Trong target phân tích tuần thì chúng ta nói đến vùng 20 Và phiên ngày hôm nay thì nó ngồi một cây nến lên vùng 23 Từ vùng 20 lên vùng 23 uh, Vùng 23 xong rồi nó sẽ có những điểm test cung kỹ thuật lại quanh vùng 22 Tức là tuần tới thì nó sẽ chưa chạy ngay được đâu Nó phải cần vài ba phiên Nó test lại cung này mà ổn định thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 26 xây vùng 26 mà ngon lành thì chúng ta sẽ có vùng 3 x nói chung là cứ từ từ như vậy rất là khỏe ở à, trong nhóm các mã cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu ngân hàng ở dưới này và hiện tại cũng thì cũng đã được đưa vào khuyến nghị đầu tư ở trên room à, đó là ngân hàng hàng hải MSB thì đến thời điểm này là MSB chính thức là sắp sửa cả target ở vùng 27 đây và sau khi cán target ở vùng 27 này, test cung tích lũy thành công thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 28.5 và xa hơn nó sẽ là vùng 30 30.5. Thì cứ lần lượt như vậy chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây và uh, phiên ngày thứ hai thì khả năng là cổ phiếu này sẽ cán cái target ở đây 27. Cổ phiếu NAB, NAB cũng đã được đưa ra phân tích ở khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã cán cái target tiếp theo của cổ phiếu này đó là vùng 23. NAB chúng ta đã phát hiện rất là sớm cái xu hướng đánh của cổ phiếu này. Đó là ngày mùng 8 tháng 4. Ngày mùng 8 tháng 4. Ngày mùng 8 tháng 4 đây. À tại thời điểm đó thì chúng ta thấy rằng là NAB Đây theo kỹ thuật của nó đây các anh chị, tại thời điểm đó là NAB ở vùng 17. Và phiên, uh, phiên ngày mai có uh, giá Phiên nay có giá 16.8 17 thì hoàn toàn có thể thăm dò Các vị thế mới Thì lúc đó là NAB có những cái Cái trend đánh kỹ thuật rất là đẹp Và thời điểm đó là mùng 8 tháng 4 Và đến thời điểm hiện tại thì NAB đã NAB đã đi rất là xa rồi uh, 23 và những uh, cái phiên đánh Rất dốc và đánh trần như thế này Thì cứ một cây nến mà đánh trần như này Thì cũng khá là khó uh, Để uh để những anh chị em có đủ bản lĩnh để có thể tham gia nữa rồi đúng không ạ 22.5 23.5 à, dự kiến sang tuần tới thì nó sẽ có những cái biên ở quanh 23, 2.5 đến 23.5 ở đây à, Test tích lũy khả năng là đến nhịp này thì cần phải test tích lũy rồi Test tích lũy 1, 2 nhịp ở đây Mà ổn định mà thành công thì uh, sẽ có một cái target tiếp theo Đâu đó nho nhỏ ở khoảng vùng giá 28 Vùng 28 rất là cao NAB thì cái dư địa của nó đi nó vẫn còn rất là dài OCB OCB cũng là một cái mã cổ phiếu đã được uh, Phân tích khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm Thời điểm hiện tại thì OCB cũng đã cán cái target ở đây đó là vùng 28 trên 28 Dự kiến với lực đánh này nó tương đối ổn định thì có thể mở cái target của OCB về khoảng vùng giá 3x uh, Mã cổ phiếu SSB, SSB thì mới phát hiện ở trong tuần vừa qua thôi và Uh, cái kiểu đánh của SSB Cũng uh, tương đối là dị đấy Và sau một cái điểm Mà nó tích lũy tạo nền Nó quanh vùng 30 uh, Quanh vùng 30 ở đây 30 ở đây 30 đến vùng 31 Thì uh, nó đã có một tuần đánh rất là mạnh Và với cái lực đánh này Thì dự kiến là SSB cũng sẽ cán Ở khoảng vùng 4x BSI BSI cũng được khuyến nghị uh, Chiến đấu BSI cũng được khuyến nghị chiến đấu ở trong uh, tuần vừa qua uh, Trong tuần vừa qua khi mà ở uh, trong cái tuần trước á, thì nó có một cái cây nến ở đây Đó là cây nến mà BSI công lại vùng 16 thì cũng có một số anh chị em có hỏi là có mua được không Thì cũng bảo là mua được uh, Bởi vì cái xu hướng hiện tại thì BSI sẽ công thủng vùng 16 và đi về Uh, đi về cái target tuần của nó ở khoảng vùng 18 tám uh, target tuần ở khoảng vùng 18 thì đến thời điểm hiện tại là BSI đã công thành công vùng 18 rồi thì sang tuần tới thì dự kiến nó sẽ có những cái điểm test lại ở quanh vùng 17.5 năm uh, không gãy thì uh, và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở khoảng tầm trên 3 triệu cổ phiếu một phiên thì nó sẽ mở sen kỹ thuật để nó đi tiếp SGB cũng đã được uh, được khuyến nghị phân tích ở trong tuần vừa qua và sau những cái điểm mà bất chấp để mua thì đến thời điểm hiện tại là SGB cũng đang cán cái vùng giá 2x đấy SGB SGB được phân tích ở ngày 24 tháng 5 ngày 24 tháng 5 và đến ngày hôm nay là 28 tháng 5 tức là SGB được phân tích ngay từ đầu tuần ngay từ đầu tuần chính là điểm này đó chính là điểm này thì tại thời điểm đó thì cũng đã nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật của SGB rất là đẹp và lúc đó thì mấy giờ nhỉ anh chị có thể xem ngày 24 tháng 5 à tức là kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 5 bởi vì lúc này là 20 tức là kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ hai đây đó thì sau đó thì là đây chính chính là cái thời điểm mà chúng ta phân tích ở đây và SGB đã có một trong hai phiên test uh, tích lũy lường khừng ở đây ở quanh vùng 16 và sau đó thì nó kéo thẳng vùng 2x ở à, xu hướng này thì nó sẽ tiếp tục đánh thôi, bởi vì lái nó đánh như này thì nó chỉ có đánh đánh trần thôi, đánh trần thì đánh xe thôi, rất là khỏe. và dự kiến sẽ mở target tiếp theo của sgb lên khoảng vùng 22. ở à, VC VCI một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán à, đến thời điểm hiện tại thì cũng đang à, nhìn thấy một cái vùng kháng cự của VCI ở đây đó là khoảng vùng giá 72.5 đến khoảng vùng 75. À, tuy nhiên VCE đang đánh tương đối có ý đồ Và những ý đồ này thì chúng ta cứ cầm thêm thôi Vì sao lại như vậy Tức là có thể sau một cái điểm tích lũy này Thì cổ phiếu nó sẽ phát đi xu hướng Trường hợp nếu như mà cổ phiếu mà break được vùng 75 Như vậy là nó sẽ mở trang kỹ thuật để nó đi tiếp các anh chị nhé Đó ví dụ như vậy à, Còn nếu như mà nó không xuất hiện được cái tín hiệu này Mà lại xuất hiện tín hiệu ở dưới Mà nó bị phá vùng 72.5 Thì chúng ta bán chốt Đấy rất đơn giản như vậy thôi Chúng ta luôn có luôn có những cái tín hiệu kỹ thuật để có thể à, bắt bài hay là có những cái kế hoạch để chúng ta sẵn sàng chiến đấu à, đối với SSI sau khi cổ phiếu này công vùng 40 thì trong tuần Hùng đã có những cái kịch bản phân tích à, gom tiếp SSI đó ví dụ như vậy thì vì sao lại gom tiếp SSI, đấy vì ngày 25 tháng 5 ngày 26 tháng 5 tiếp tục gom mua, đấy ví dụ như vậy thì khi mà cổ phiếu mà chúng ta đã đánh giá được những cái ý đồ về mặt tạo lập đó những cái ý đồ về mặt tạo lập và à, uh, và 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 mình 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 dự đoán thôi tất nhiên cái dự đoán đấy có thể đúng hoặc có thể sai có dự đoán này có thể đúng có thể sai nhưng những cái dự đoán đó thì chúng ta không phải là dự đoán mò tức là chúng ta có dựa vào tất cả những cái yếu tố nền tảng kỹ thuật hiện tại của cổ phiếu để chúng ta xây đó chứ không phải là chúng ta xây một cách vu vơ đó thì 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 chúng ta sẽ mua thêm này đó, tích lũy ở đây vẫn chiến đấu xu hướng sẽ break out lên tức là tại thời điểm đó thì sẽ đánh giá là SSI sẽ ao vùng 4x và sẽ lên vùng 45. Như vậy thì các tài khoản đang cầm mà muốn mua mới thì chúng ta vừa vừa đánh vừa canh thăm dò cổ phiếu này xem như thế nào và chúng ta có thể gom thêm gom giải lệnh thêm một quanh vùng 38.5 và nếu trường hợp bị mất 38.5 thì chúng ta phải chấp nhận cái gọi là chấp nhận cái cái điểm gọi là điểm mua mới của chúng ta, ví dụ nó bị sai đúng không? Đây. Đó thì ngay từ đầu tuần hình như cái điểm này đánh giá vùng 25, ngày 25, đó, ngay từ đầu tuần thì đã bắt đầu uh, đánh giá những cái tín hiệu kỹ thuật xây nền và tín hiệu khả năng là cổ phiếu này sẽ đâm thủng vùng 40 để đi lên cái vùng 44 đến 45 đây các anh chị. Đó. Thì với tín hiệu này là đẹp rồi, đó, bây giờ hàng về rồi và cổ phiếu tiếp tục đánh lên và chúng ta uh, có đánh giá quanh những cái điểm uh, hội tụ kỹ thuật của nó ở đây. Đó, phiên ngày này là hoàn toàn có thể mua được lúc mùng đánh giá lúc đó là chúng ta nhìn cái cây nến này để chúng ta nhìn cái ảnh này chúng ta sẽ biết này đó là cây nến này nó đang ở đâu tức là nó đang nằm ở dưới vùng 40 này và đang có xu hướng đó, đang có xu hướng đánh breakout lên đó ví dụ SSI rất đẹp à, HCM đến thời điểm tại thì chưa có xây target mới các anh chị nhé SSI hiện tại vẫn à, HCM hiện tại vẫn để target vùng 38 trên 38 bởi vì bản thân tuần nó chưa thể phá được và vùng hỗ trợ ngắn của SS của HCM đó là chúng ta lấy vùng 36 tức là biên 36 đến biên 38 của cổ phiếu này SHS nó thanh niên 18 ngon rồi đó thì đối với SSS là chúng ta có phân tích một cái khuyến nghị uh, từ vùng hỗ trợ 26 nâng target của cổ phiếu này lên vùng 31 đến vùng 32 uh, tuần tuần trước thì cổ phiếu này đã vượt thoát được cái vùng 32 và có phân tích một cái ý đồ về mặt gọi là kỹ thuật ở đây nó sẽ có những cái điểm test lại ở biên 32 32.5 trong tuần thì có hai phiên test phiên ngày hôm qua thị trường rất dữ dội nhưng cổ phiếu này cũng chỉ nhóm về 32.5 phiên hôm nay có một tín hiệu kỹ thuật xác nhận uh, break lại vùng 34 và đóng cửa hoàn thành ở vùng 35 thì bản thân là SHS cũng được cập nhật rất là đấy ngày 25 tháng 5. Có những cái đánh giá về mặt kỹ thuật ở đây và với cái đà này thì dự kiến sẽ cán target ở vùng 35, tức là tại ngày 25 tháng 5 thì cũng đã đưa cái target dự kiến của SHS sẽ đạt ở khoảng vùng 35 và kết tuần thì cổ phiếu này đóng cửa đúng vùng 35. Và dự kiến dự kiến anh chị nhé, sẽ mở lên vùng 38. Ở phiên ngày thứ hai tuần tới cổ phiếu sẽ trả cung quanh 34 không gãy thì sẽ mở lên vùng 38 38 mà không gãy thì sẽ mở lên vùng trên này vùng 4x trên 4x thì câu chuyện đầu tiên là chúng ta cứ phải chờ vùng 38 đến vùng 39 đã sau đó chúng ta sẽ quyết định tiếp theo Ờ, MBS uh, cũng tương đối là đẹp và MBS đến uh, thời điểm này tức là nó cũng đã hoàn thành hoàn thành target tuần sao. Hoàn thành rồi, hoàn thành rồi. Và chúng ta đang nâng target của MBS lên khoảng vùng 20 hai mấy đây nhỉ? 27 năm đến khoảng vùng 28. tám. Uh, trong ngắn hạn anh chị quan sát biên 23.5 đến biên 25 cổ phiếu thoát 25 thì sẽ có vùng 28 ngược lại nếu như mà cổ phiếu bị mất vùng 23.5 chúng ta chặn lãi ở ở ở mức này ở CTS cũng chính thức là hoàn thành target tuần ở khoảng vùng 17.2 ở đây và hiện đang đi về những vùng kháng cự nó cao hơn ở đây thì trong ngắn hạn thì CTS cũng chưa có nhiều các cái yếu tố kỹ thuật đâu các anh chị nên là chúng ta vẫn lấy cái biên 18.5 đến biên 19 làm biên kháng cự ở đây các anh chị không nên đua theo nữa bởi vì một hai phiên nữa thôi là cổ phiếu này đã chạm về những cái vùng kháng cự ngắn ở đây rồi và khi chạm về vùng kháng cự ngắn thì khả năng cổ phiếu sẽ bị chốt. FTS, FTS cũng là một mã cổ phiếu chứng khoán cực tốt. À, giao dịch cực tốt ở trong tuần vừa qua và chính thức là cán target tuần 28 trên vùng 28 à, khuyến mại thêm một khúc nữa 1,2 nữa 1,2 giá nữa các anh chị và à, với đà này thì như vậy là cổ phiếu sẽ test theo một cái góc độ tích cực hơn đó là nó sẽ test lại cung ở quảnh trên vùng 28 cộng à, để có thể đi về ngắn hạn là vùng 3x và sau đó nó xa xa hơn xa xa hơn thì chưa dám chưa dám phân tích ở đây nhưng mà 3x thì là gần rồi khả năng sẽ là khoảng ở quanh quanh khoảng vùng 32 a a s à, mã cổ phiếu này nhìn vậy thôi nhưng mà nó cũng mang lại cho chúng ta niềm vui đúng không ạ chúng ta cứ kiên nhẫn thôi thì à, đối với a s a s có phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 8 sau đó phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 8.4 À, cho một xu hướng đầu tiên là đánh chạm vùng 9 đến vùng 9.2 à, thoát vùng 9.2 thì chúng ta nâng target lên 10 và thoát 10 thì chúng ta dự kiến là đi lại ở khoảng vùng 11 cộng à, thì đối với một cái lực cầu à, bắt như hôm này thì chúng ta có thể mường tượng ở đây thì sau đó thì thông thường là à, AS sẽ có thêm khoảng 3 cây nến khoảng 3 cây nến tăng nữa nên là chúng ta sẽ canh kỹ thuật khoảng 3 cây nến đó nó đi được về đến đâu đó ví dụ nó đi được khoảng về vùng 11 thì chúng ta có thể chốt một phần này. Rồi sau đó nó đi được về khoảng vùng 12 chúng ta chốt một phần và đâu đó phần còn lại thì chúng ta sẽ đu đến cùng đến đỉnh. Đó thì câu chuyện như vậy thì chúng ta luôn có những cái phương án chốt lại như vậy. Thì để chúng ta thu tiền về và tiền chúng ta thu về thì lúc đó mới là tiền của chúng ta đúng không ạ? đến thời điểm hiện tại. Ờ oh, ok, như vậy là cũng hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 26 đến 26, chạm lại vùng kháng cự BVS BBS ở đây lực cầu đánh thì cũng tương đối là tốt tức là thời điểm hiện tại tiền gần như dồn chủ đạo vào nhào vô nhóm chứng khoán và nhóm banh thôi đó nên là chúng ta thấy rằng những lực cầu của nó cũng đang tương đối là ok thì uh, phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới khả năng phiên thứ hai thôi nó sẽ có quanh những cái điểm 25.5 ở đây nó trả test trả lại cung uh, trước khi mà nó hình thành một cái điểm có thể dự báo thôi anh chị nhá tức là cần phải phải xem những cái tín hiệu uh, kỹ thuật test lại đây Tức là nó test lại biên 25 năm không gãy thì cũng có thể uh, Kỳ vọng mở trend kỹ thuật của BVS lên vùng 3X ở trong nhịp này ở uh, VIX thì uh, nằm ở trong một cái trend uh, Dow trend rồi các anh chị nhé Nên là chúng ta uh, hạn chế Đây những là chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật của nó thôi chúng ta hạn chế và có nếu có thì khả năng là cũng phải về đến tầm cái vùng nào nhỉ? Vùng vùng thấp thấp ở dưới này thì khi đó chúng ta mới có thể bắt lại cổ phiếu. Còn nhìn trên trang kỹ thuật tuần thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, VIX đã tăng từ vùng 5 lên đến tận vùng 40, tức là 8 lần. Ở trong một cái trend tăng kỹ thuật của nó tăng 8 lần thì uh, bây giờ là nó bắt đầu nó xả dần, nó xả dần như vậy thì đây nó là bên kia con dốc rồi, chúng ta hạn chế. Uh, VND cũng đang đánh tương đối là đẹp và đến thời điểm hiện tại thì VND cũng chính thức là hoàn thành target tuần đúng không các anh chị? Chính xác là tuần trước đã hoàn thành rồi uh, Nhưng tuần này thì hoàn thành một cách thuyết phục hơn đó là đóng cửa ở trên vùng 45+, cộng. đó hoàn thành một cách thuyết phục hơn uh, Trong ngắn hạn thì VND chúng ta sẽ lấy biên 43.5 đến biên 46 làm định lượng cho khả năng mở trang kỹ thuật của VND lên vùng 50 Và VND thì cũng đang theo rất là sát của cổ phiếu VND VND đang theo rất là sát rồi các anh chị. Đó, những cái những cái mật độ cập nhật của VND đâu đó từ khoảng mùng 7 tháng 5, mùng 6 tháng 5 này. Ta có thể xem tiếp. Mùng 5 tháng 5. Đó. Mùng 7 tháng 5 này. Mùng 7 tháng 5 là lúc đó cập nhật VND đâu đó chỉ có mới có giá bốn mấy đấy này. Bốn mấy sau đó nó chia cổ tức. Đó, sau đó nó chia cổ tức. Nó chia cổ tức, tức là cái đoạn này chính là cái đoạn này đấy các anh chị này, tức là sau giá sau chia là vùng 38 đấy thì chính là đoạn này là 440 đây này đã nhìn thế này nó có đoạn break đây này ngày 7 tháng 5 này rồi ngày 10 tháng 5 11 tháng 5 18 tháng 5 20 tháng 5 tức là đánh giá cực kỳ là sâu sát những cái tín hiệu kỹ thuật đường một cái trang kỹ thuật lên của cổ phiếu đó và chúng ta đang phân tích một sóng lên của VND Ok nhóm ngành chứng khoán và banh như vậy là xong bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành thép các anh chị Uh, hòa phát hpg đến thời điểm hiện tại thì đang vẫn đang tương đối là khỏe và nó đang đi như thế này thì cũng đang có ý đồ uh, đang có ý đồ về mặt kỹ thuật sau những điểm cạn cung thì uh, uh, có những cái phiên bật lên uh, tuy nhiên những cái điểm bật này thì những cái điểm mua ở, ở điểm này cũng không có khuyến nghị nhá không có khuyến nghị thì chúng ta có một điểm chặn lãi ở đây là điểm chặn 65 tức là trường hợp cổ phiếu bị mất cái vùng này thì chúng ta sẽ bán để chúng ta giữ lãi Uh, ngắn ngắn tức là đang mường tượng thôi cái tín hiệu này thì nó chưa thực sự rõ ràng lắm nhưng nó đang có những cái điểm test vùng 65 không gãy thì cái dư địa để nó kéo lên vùng 7x khả năng còn nó kỳ vọng thì trong nhịp này hòa phát sẽ kéo lên 7x vẫn còn một cái cái điểm kéo kỹ thuật của nó đây uh, cổ phiếu hoa sen hsg hsg thì đến thời điểm hiện tại là cũng đang uh, giao dịch tương đối là đẹp rồi khi mà cổ phiếu này break được vùng 4x và đang có một tuần giao dịch tương đối là tích cực ở đây Thì với tín hiệu này thì hiện tại thì trong team thì rất nhiều những anh chị em đang cầm hoa sen Thì chúng ta cũng có thể mở thêm Tức là từ vùng 40 này chúng ta có thể mở thêm uh, Sẽ có những cái điểm test kỹ thuật các anh chị nhé Chúng ta sẽ mở mua thêm để chúng ta kỳ vọng để đưa cái target của em này lên vùng 44 đến 45 Khả năng hoa sen vẫn còn một nhịp kéo các anh chị Nhìn thế này vẫn vẫn kéo Uh, Nam Kim thì uh, trong hai tuần vừa qua chúng ta có phân tích một cái biên định lượng của Nam Kim đó là vùng 29.5 đến biên 32 và biên 32 hiện tại thì vẫn đang là một cái biên kháng cự Và cái target của Nam Kim và hiện tại thì chưa có xây mới và Nam Kim thì vẫn đang đi vòng uh, vòng ở trong một cái biên này và trong một cái trạng thái đi vòng như vậy thì có hai cách để chúng ta xử lý một là chúng ta chạm 32 chúng ta mua à xin lỗi bán và về đến khoảng vùng 29.5 thì chúng ta mua tạm thời như vậy tức là từng ngày chúng ta bán bao nhiêu thì về đây chúng ta mua lại bấy nhiêu tức là chúng ta luôn duy trì đủ quân số nôm na hiểu hiểu như vậy và chúng ta sẽ chờ và chờ và chờ trong cái giai đoạn chờ đấy thì chúng ta cứ như vậy thôi đây chạm đây mua chạm đây bán chạm đây mua chạm đây bán đó bán xong rồi thì chúng ta chờ nếu như nó đạp ở đây tạm lại, lại, lại mua đó và chờ đến lúc mà nó sẽ có một cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận giống như kiểu hoa sen á sau khi mà nó có một cái tín hiệu xác nhận như vậy ví dụ như nó bay ở vùng 32 ở đây Ok như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hành trình còn ngược lại nếu như nó bị thủng 29.5 thì chúng ta sẽ kết thúc hành trình của Nam Kim đó TLH uh, uh, chưa có gì đột biến các anh chị nôm na ở quanh vùng 16.5 vẫn còn đâu đó những cái uh, điểm đánh đi ngang của cổ phiếu này TVN TVN ở thời điểm này thì cũng chưa có nhiều dư địa rồi à, vẫn đi ngang quanh vùng 14 và cái điểm hỗ trợ sâu hơn của TVN có thể tính toán ở quanh vùng 13 ở đây xu hướng đi ngang VGS mà xu hướng đi ngang ở quanh vùng 20 và khả năng sẽ có những điểm chỉnh giảm test cung lại quanh vùng 18 đến vùng 18.5 Bom sau khi phân tích vùng kháng cự 2x thì cổ phiếu này đang đi về lại test cung lại vùng 17 và vùng này cũng đang Uh, khá là cản cung đâu đó thì anh em thích thì vùng 17 làm tí sổ số hồi lại uh, về vùng 19 năm đến vùng 20 thì mang hàng ra chốt tức là đánh ngắn ngắn ở đây thôi Ok như vậy nhóm thép thì chúng ta cũng chỉ điểm qua phân tích uh, qua một số các mã cổ phiếu như vậy Bây giờ là 1 giờ 21 phút rồi thì cũng khá là còn khá là ngắn để chúng ta nói chúng ta nói với nhóm ngành Việt theo nữa nhé về gửi À, đối với VGI thì uh, chúng ta sẽ quan sát biên hỗ trợ của nó ở đây, biên 3x và sâu hơn thì có thể là vùng 26 đến khoảng vùng 27. À, đang kỳ vọng uh, xây nền tạo đáy ở đây. CTR ở trong bản tin tuần trước thì có đánh giá một cái kịch bản sóng hồi của CTR ở đây đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại. Ở quanh vùng 71.5 đến vùng 75 dự kiến uh, điểm đầu tiên thì cổ phiếu sẽ đánh về khoảng vùng 84 và phiên nay thì CTR đánh tương đối là sốc. Và Uh, cổ phiếu này đã không có không 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 cho một nhịp uh, test lại cung ở đây để có thể nhỏ lẻ có thể vào. Uh, thì với xu hướng này thì uh, sẽ đi về vùng kháng cự đầu tiên của nó ở đây đó là khoảng vùng 92 đến khoảng vùng 9 uh, 93. 93 đến khoảng vùng 95 của nó ở đây, đấy là vùng kháng cự đầu tiên. VTP Viettel Post thì đã có những điểm trả cung và Viettel Post thì đánh đang có đánh những điểm trả cung và những điểm trả cung này và những điểm trả cung này thì sẽ phải đọng lại ở khoảng vùng giá 90 Đọng lại trên vùng giá 90 là hợp lý Đọng lại trên vùng giá 90 là hợp lý Thì đây nó đang có những điểm trả cung ở đây rồi Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái điểm nhấn hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây Và sau những cái điểm test cung kỹ thuật này rất là đẹp ở đây Thì lực cầu quay trở lại và tiếp tục cổ phiếu tiếp tục xu hướng tăng giá Thì các anh chị có thể canh mua thêm của nó ở mua thêm ở trong nhịp này và dự kiến ngắn hạn thì trong nhịp này thì nó sẽ đi về lại cán lại vùng 105 mã Việt ba uh, mã cổ phiếu của nhóm ngành Viettel đang tương đối là ok uh, nhóm ngành cao su GVR GVR phiên nay cũng đã chính thức là công thủng cái vùng 28 như vậy là tốt rồi các anh chị ở uh, trong uh, trong cái nhịp đánh này thì lần này là lần thứ hai mà cổ phiếu này công và điểm công này thì được đánh giá là điểm công thành công thì với tín hiệu kỹ thuật này thì GVR sẽ mở trang kỹ thuật lên khoảng vùng giá 3x và chúng ta sẽ canh ở quanh vùng kháng cự này để chúng ta xem cái cung cầu của cổ phiếu Nếu trường hợp bị giảm thì cũng có thể canh chốt phr đến thời điểm hiện tại thì cũng đang đánh khá là có ý đồ và nôm na đâu đó thì chúng ta đang kỳ vọng rằng em này sẽ có những cái điểm mà gọi là điểm điểm test cung tạo đáy tạo nền ở quanh vùng 50 thì vùng này thì chúng ta canh mua thêm À, sau đó thì nó có vùng kháng cự của nó ở đây này Vùng kháng cự ngắn của nó ở đây là 55 Thì gặp kháng cự lại bị đạp lại à, Đạp lại rồi gặp hỗ trợ ở đây Như vậy thì cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đẹp nhất Nó lấp gáp lại ở đây khoảng quanh vùng 52 Và chúng ta đã có vị thế rồi Thì quanh vùng 52 chúng ta có thể cân mua thêm Với một kỳ vọng là PHR sẽ tạo đáy tạo nền thành công Ở quanh vùng giá 50 Và sau đó thì break vùng 55 để tiếp tục một trend đi lên DRi chúng ta cũng đang phân tích một cái sóng lên đâu đó từ vùng hỗ trợ 9 8.8 đến vùng 9. Uh, target đang đưa ra ở đây là khoảng vùng 10.5 và uh, tín về mặt về mặt kỹ thuật tín hiệu kỹ thuật trong tuần vừa qua thì uh, DRi cũng đang phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là đẹp. <laughs> và dự kiến kỳ vọng tiếp theo đó là DRi sẽ đánh về khoảng vùng 12. Vừa thoát vùng 12 thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. VHG thì đang thử thách tâm lý nhà đầu tư và nó cũng đang lái nó cũng đang đang oánh ở quanh vùng 2.7 2.7 là hỗ trợ 2.7 2.7 đến vùng 3 thì dự kiến là cổ phiếu sẽ đi có những cái điểm mà test lại cung tạo nền tạo đáy ở đây nó phải đi quanh cái biên này quanh biên 2.7 2.7 chờ cho đến khi mà cái lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở trên Duy trì ổn định ở trên khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu một phiên Thì lúc đó thì mới tính toán được một cái tọa độ uh, Gọi là tăng giá tiếp theo của VHG uh, DRC cũng nhiều anh chị em quan tâm nhưng mà DRC đến thời điểm hiện tại thì hùng nhìn thấy cũng không được thực sự là tích cực Và DRC thì uh, có một cái biên ở đây Đó là biên 26.5 và đâu đó khoảng vùng 29 là vùng kháng cực anh chị ở nhóm ngành khu công nghiệp chúng ta còn nói đến mã cổ phiếu IDC và IDC thì đang có một tín hiệu rất là tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi nó đã break nền 36 và dự kiến trong ngắn hạn sẽ cán cán lại vùng 40. 40 đến khoảng vùng 42. RTT cũng đang quá trình xây đáy tạo nền và chúng ta đã đánh giá À, một cái kịch bản dự kiến là cổ phiếu sẽ tạo đáy tạo nền ở quanh vùng 33 đến vùng 34 Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì đang rất là ok, rất là happy rồi Và à, trong một tuần giao dịch vừa qua thì cổ phiếu giao dịch trên biên 35.5 đến biên 36.5 Và với tín hiệu à, kỹ thuật như hiện tại như thế này Thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái à, trend phục hồi Một cái trend phục hồi ở đây à, Từ vùng hỗ trợ Từ, từ đây và chúng ta bắt đầu phân tích một cái sóng lên của À, SSC. À, dtd cũng như vậy Dtd thì cũng đang à, có những cái tín hiệu kỹ thuật về xây đáy tạo nền ở quanh biên ở quanh biên 30 đến khoảng biên 31 và kỳ vọng ở trong biên này thì DtD cũng sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật bật tăng trở lại và tăng trở lại d2D d2D như vậy là sau hai nhịp đánh lên À, sau hai nhịp đánh lên thì D2D quay về test cung như thế này cũng hơi hơi sâu. Về mặt lý thuyết là test cung như thế này là hơi sâu nhưng không sao cả. À, test cung như thế này là hơi sâu nhưng nó vẫn chưa bị gãy cái hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, tức là vùng 50. À, thì trong cái điểm đánh ngắn hạn, trong cái điểm đánh ngắn hạn thì D2D sẽ có những điểm vòng kỹ thuật của nó ở đây, tức là đánh lên ở vùng 54 rồi lại vòng xuống và kỳ vọng là vùng 50 không gãy. À, trường hợp nếu như D2D bị gãy vùng 5x thì à, nó cần sẽ phải về lại cái vùng à, vùng vùng hỗ trợ sâu hơn của nó ở đây để tích lũy. Đấy, vùng 50 mà bị gãy là sẽ phải về vùng 46 đến khoảng vùng 45. 45. Đó, nó sẽ phải về lại vùng hỗ trợ này sâu hơn. Thì à, các anh chị quan sát D2D ở vùng giá 50 điểm qua nhanh nhóm ngành thủy sản gồm có FMC hiện tại cũng đang giao dịch tương đối là tích cực. Sau một cây nến break lên thì nó đang có những điểm test cung lại 33 và nôm na 33 không gãy thì chúng ta sẽ kỳ vọng trong nhịp này sẽ có target ở khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36 của FMC. V VHC Uh, VHC đang đánh uh, rất là có ý đồ và bản thân thì VHC thì đã phân tích một cái vùng uh, tạo đáy tạo nền. Đó các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần trước nữa thì chúng ta bắt đầu phân tích những cái tín hiệu tạo đáy tạo nền của VHC ở quanh vùng 35 và hiện tại thì đang đưa được về đến vùng 4x rồi. Và khi về đến vùng này thì uh, những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu từ vùng 39 đến vùng 40 rất là đẹp và đang chờ ở phiên ngày hôm nay thì nó đóng cửa vùng 40.2 nhưng mà cái điểm đánh đóng cửa này thì nó cũng chưa thực sự là là đẹp lắm Phiên này nó phải đóng cửa khoảng 41 thì đẹp à, và với một cái xu hướng hiện tại thì chúng ta sẽ kỳ vọng VHC sẽ đánh về lại khoảng vùng 42 mạnh hơn sẽ đi về khoảng vùng 40 43 đến vùng 44 của VHC à, cmx à, rồi CMX sau một cái điểm đánh à, đánh lên ở đây thì CMX đã trả hết cung Và trong phiên ngày hôm nay Thì cũng có đánh giá thêm là CMX chúng ta có thể ở CMX chúng ta có thể Tức là đã dự báo là đi vào nhịp cuối cùng của ở Nhịp cuối cùng của cái nhịp rũ cung Và có thể canh bắt Thêm vùng 13.3 đến vùng 13.5 13.3, 13.5 đâu ta Ở đâu đó Bé bé xinh xinh ở đây này 13.5 đâu đó Đó tức là Uh, dự báo là cái 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 xu hướng trả lại cung uh, đến cái vùng này là chúng ta có thể bắt đầu chúng ta có thể bắt bắt lại được rồi. Uh, thì cái mục tiêu của uh, CMX uh, mục tiêu của CMX thì trong ngắn hạn là sẽ đi về lại khoảng vùng 16. Đó, CMX thì ngắn ngắn như vậy thôi. NV uh, trong một cái nhịp cũ thì chúng ta dự kiến đi về vùng 26. Và nó đã có một cái nhịp rút uh, giảm rũ ở đây. Thì uh, nhịp rũ này thì đang đưa lại cổ phiếu uh, những cái điểm test về mô hình kỹ thuật 23.5 tương đối đẹp Và những cái vùng này thì các anh chị có thể canh để chúng ta nhập tiếp Thì cách đánh của nó như vậy nó sẽ chỉnh về vùng kỹ thuật ở đây Và từ vùng này thì <cười> <cười> kỳ vọng sẽ có một cái cây nến, uh, một cái trang kỹ thuật của nó như thế này Ok như vậy là bây giờ tạm thời thì uh, danh mục cổ phiếu ở trong tuần thì Hùng sẽ phân tích như vậy Uh, những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị em quan tâm mà chưa được uh, chưa được cùng phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin ở bên dưới dòng thời gian của bản tin thì cũng sẽ uh, uh, sẽ phân tích dành thời gian để phân tích và trả lời tất cả những cái comment uh, của các anh chị em hỏi về cổ phiếu uh, và 10 phút còn lại của bản tin thì chúng ta sẽ nói đến uh, xu hướng của thị trường. Ok, ông sẽ uống một ngụm nước. Như vậy là thị trường của chúng ta đã uh, trải qua 4 tuần giao dịch của tháng 5. 4 tuần giao dịch của tháng 5 các anh chị và chỉ còn một phiên giao dịch cuối cùng uh, của tháng 5, tức là phiên giao dịch ngày 31 tháng 5 của thứ hai tuần tới nữa thôi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành uh, một cái tháng 5, một cái tháng mà mọi người vẫn bảo là sell in may nhưng mà uh, năm 2021 thì Uh, nó đã hoàn toàn ngược lại chứng kiến một cái thế trận đi một cái dòng tiền đi của thị trường chứng khoán Việt Nam rất là mạnh uh, và và cái cái dòng tiền mạnh lại tiếp tục được nhân thêm khi mà cái lượng nhà đầu tư F 0 uh, lượng tài khoản mở mới uh, tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2020 và 2021 uh, tương đối là lớn uh, và chúng ta cũng thấy rằng cho dù uh, uh, gọi là nhà đầu tư nước ngoài đang rút ròng ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng với một cái sức cầu nội của Việt Nam thì có thể thấy rằng cái chỉ số chứng khoán Việt Nam đang tăng cực kỳ vững chắc ở trong tháng 5. Và đến thời điểm hiện tại thì chỉ số VN-Index của chúng ta cũng đã ghi nhận một cái mức tăng cao nhất, một cái mức tăng kỷ lục ở trong uh, trên thị trường chứng khoán Việt Nam đó là uh, cán cái mốc 1320 điểm rất là thuyết phục cùng với đó thì ngoài cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân thì một cái thông tư mới các anh chị có thể xem lại thì uh, mở đường cho công ty chứng khoán có thể nâng cái tỷ lệ vay mặc xin uh, lên từ 2 lần lên 5 lần tức là có nghĩa hai lần vốn chủ sở hữu uh, chính vì vậy nên một cái lượng tiền mặc din mới sẽ được cung cấp ra thị trường chứng khoán việt nam và ở đâu đó thống kê đến hết tháng 4 thì tổng cái dư nợ cho vay của trên toàn bộ thị trường của chúng ta đâu đó khoảng tầm 110.000 tỷ đồng và trong một 110.000 tỷ đồng đó nó đã đi vào thị trường hiện hiện tại nó đang đi vào thị trường và nó đang làm nên mặt bằng giá của các cái mã cổ phiếu hiện tại chúng ta đang đang giao dịch và nếu như giả sử một cái lượng tiền mặt được tăng lên gấp 2,5 lần nữa tức là có thể tăng lên khoảng 110.000 tỷ đồng nữa được Uh, cung cấp ra thị trường chứng khoán Việt Nam Thì như thế thì chúng ta sẽ thấy được Một cái lượng tiền cực kỳ lớn Và uh, cái giá trị giao dịch của thị trường Nó đang từ vùng 15.000 tỷ Đang tiệm cận uh, Quanh biên 20.000 tỷ Và trong cái thời điểm hiện tại uh, Gần đây cá biệt đã nhìn thấy Có những phiên giao dịch thị trường của chúng ta Đã đi lên Đã đi lên khoảng tầm Đã đi lên khoảng tầm 24 đến 25.000 tỷ Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì uh, Chúng ta đã chứng kiến một mức gần 25.000 tỷ, 24.798 tỷ đồng trên uh, giao dịch khớp lệnh trên sàn Hốt. Trên sàn Hốt như vậy là một cái giá trị giao dịch cực kỳ lớn và giao dịch uh, của trên sàn HX cũng đã đạt gần 4.000 tỷ như vậy là một cái dòng tiền rất là lớn. Uh, và kết thúc uh, tháng 5 rồi và thị trường của chúng ta đã đạt được những cái vùng uh, kháng cự rất là mạnh và cái dư địa để thị trường của chúng ta đi tiếp có còn không à, thì đến thời điểm hiện tại cái câu trả lời này cũng rất là khó bởi vì rõ ràng một điều là à, cái dòng tiền đánh rất là nhanh các anh chị có thể nhìn thấy dòng tiền đánh rất nhanh khi xả thì cũng xả rất nhanh và khi đánh thì cũng đánh rất nhanh chính vì vậy nên là để khẳng định cái xu hướng dòng tiền à, sẽ đi tiếp như nào trong à, các cái phiên giao dịch à, tiếp theo của thị trường năm tuần mới thì ngắn hạn là chúng ta sẽ à, nhìn nhận đánh giá về mặt vn index đó sẽ đánh giá về mặt VN Index thì khả năng cao thì chỉ số này sẽ có những điểm test lại cung ở quanh vùng 1310 điểm và sâu hơn sâu hơn thì có thể sẽ là vùng 1300 điểm ở đây chỉ số này sẽ uh, sẽ có những điểm test cung lại uh, còn đối với chỉ số VN30 F1M thì trong ngắn hạn phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ quan sát ở hỗ trợ 1460 và sâu hơn thì sẽ là 1450 và đối với biên chỉ số phái trinh thì chúng ta vẫn lấy Ờ, cái biên 1000 ở đây là 1400 1425 điểm đến khoảng 1300 1430 điểm ở đây chính là cái biên mà đã định lượng cho những cái điểm test cung trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 5 thì chúng ta sẽ lấy cái mốc này ở trong ngắn hạn là như vậy trong phiên giao dịch của ngày thứ hai cận kề ở đây. Ờ, đối với chỉ số VN30 thì nó sẽ test lại theo là nó sẽ test lại cái biên 1450 chính là cái biên chính là cái biên mà nó đã break ở bên này con 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 dốc thì về đến bên này thì nó cũng sẽ có xu hướng test lại tức là vai đầu vai ở à, đấy nó nó kiểu kiểu như vậy thì nó sẽ test lại đây và điểm uh, test sâu hơn thì chúng ta vẫn lấy mốc 1435 đến 1440 chính là cái biên định lượng ở trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 5 và sâu hơn thì sẽ có thể sẽ là ở một biên 1430 của uh, VN30 đó thì đấy là những cái biên hỗ trợ ngắn của thị trường còn trong tuần chúng ta có 5 phiên giao dịch sẽ có 5 cái biến số khác nhau uh, của thị trường chính vì vậy nên là từng từng phiên giao dịch một thì các anh chị có thể nhìn thấy như vậy. Từng phiên giao dịch một nó có những cái uh, thông số kỹ thuật để chúng ta có thể nhận diện cái xu hướng, ví dụ như trong một biên sideways của VN30 trong phiên giao dịch ngày 24 xong đến phiên ngày 25 nó bắt đầu nó có mức điểm kỹ thuật ở đây. Đó, ví dụ như vậy thì đây chính là cái điểm mà để giúp cho Hùng Lê có thể nhận diện một cái trang kỹ thuật tăng, ví dụ như vậy. Và đây chính là cái điểm nó ví dụ đây. Trong cái phiên giao dịch của ngày 27 đúng không ạ? Thì khi mà cả buổi sáng chỉ số VN30 uh, xây rất đẹp và đến lúc đó là khoảng đây. Đến lúc đó là khoảng uh, mấy giờ? 11 giờ 20 phút, tức là bắt đầu 11 giờ 15 thì xuất hiện một cây nến đầu tiên của VN30 và nó test lại cái biên 14 1451 ở đây. Sau đó nó test tiếp cái biên 1450 và khi mà cái chỉ số ở ờ, VN30 của chúng ta bị mất biên 1450 ở đây chính là cái thời điểm mà à, sẽ xác nhận là một cái chen một cái chen giảm ngắn và chen giảm ngắn đó thì sẽ về đâu thì ví dụ như vậy thì ngay lập tức lồng sẽ có những cái định lượng về dự kiến thị trường có thể rơi về nó dự kiến thị trường có thể rơi về và bản thân thì trong phiên giao dịch ngày 27 thì đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản test cung của VN30 đó dự kiến ở khoảng vùng 143 1435 đến 1440, thì cái câu chuyện là chỉ số chung của toàn thị trường ở trong một cái tuần giao dịch nó rất là nhiều biến số thì chúng ta sẽ cần thêm những cái tín hiệu như vậy. Ok, bản tin tuần này đến đây là hết và chúng ta khép lại, coi như chúng ta tạm thời chúng ta khép lại tháng 5 và chúng ta sẽ mở ra một cái trend kỹ thuật mới của tháng 6 và sẽ kỳ vọng trong tháng 6 thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục những đà thăng hoa, những cái điểm test cung kỹ thuật của thị trường sẽ ổn định để giúp Uh, cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có một năm đầu tư trên thị trường chứng khoán thành công và nhiều may mắn. Uh, thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em trong các cái bản điểm tin tiếp theo.